vậy ngon lắm. Điên hả? Mày làm gì vậy? Em sửa xe anh xong rồi, em đem ra thử đó anh. Thay nhớ là chạy êm, nó không có nóng nữa đâu anh. Anh chạy đi anh. Hôm qua em mới thử á, em chạy ngon lắm. Em đã vượt sóng, vượt gió, những cơn mưa rào luôn. Mày lấy xe tao mà chạy vòng tầm bậy bạ vậy hả? Anh ơi, em chạy thử xe chứ không chạy tầm bậy. Tao về tao mét ba mày. Anh, đứng lại. Anh, mắt kiến anh mát lắm nha. Đi xe bắt đầu nó mạo hiểm nè. Dạ. Tụi bay điên hết rồi phải không? Anh nói cái gì vậy? Hả? Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Anh nói tụi muốn cái gì à? Hey! Hey! Anh, xe xong sạch sẽ, sáng sủa, xinh xắn, xong xuôi. Xạo. Xinh xuôi. Xó xí. Anh à, xe em đã rửa xong rồi. Anh được mét ba em nha anh. Tao vẫn mét là làm sao? Anh nói cái gì? Anh mét ba em à? Ừ. Anh quá đáng lắm. Anh biết tôi là người nổi tiếng nóng tính ở khu vực này rồi. Rồi sao? Anh muốn chết với tôi đúng không? Tụi bay. Anh thắng. Đừng mà. Chạy đi. Tại sao chạy tao? Chạy đi. Bây giờ tao mét ba mày nè. Chạy đi cha. Ơi, nói nữa. Tôi. Anh làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Em hỏi anh á, tại sao tụi bay không bắt nó, bắt tao gì vậy? Anh làm gì kỳ vậy? Xe người ta mắc mới vậy lấy anh chạy. Trời đất ơi, nguyên tắc của mình là gì? Sửa xe xong phải chạy thử xe của khách chứ. Thì anh chạy thử thôi, mắc mới anh chạy chạy mấy vòng cái khu phố này chi vậy? Chạy anh ta chạy chậm chậm thôi. Chạy vì tốc độ bàn thờ định tranh cúp lư hương hả cha? Mày giỡn mặt với tao à? Tao chạy có lý do tao. Bởi vì hôm nay tao muốn qua đây để tao lấy lè một người. Ừ. Anh lấy lè với ai? Người ấy chính là hot girl của lòng tao. Cô ấy tên là Trâm. Và cô ấy là một cô gái bán hoa. Phải luôn. Ừ. Nói chung không phải cô ấy đâu. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Mà tao nói bán hoa ở đây có nghĩa là bán bông hoa, bông hồng, hoa bông huệ, huệ đó hiểu không? Mở shop bán hoa đó. À. Thì sao hot girl của anh chảnh quá vậy? Chảnh mà còn cầm theo con chó nữa. Người ta gọi là chảnh chó đó. Nhưng mà không phải đâu, bình thường cổ dễ thương lắm. Mà tại hôm nay cổ đang giận tao nên cổ vậy thôi. Trời đất ơi, cổ giận anh? Ừ. Mà anh làm gì cho cổ giận? Ừ. Thì tại hôm bữa nè, tao đang ngồi trong tiệm sửa xe của mình á. Ừ. Bà kia bà đạp xe đạp vô, bà nói bà bể bánh. Bà nhờ tao giá giùm. Tao vô tao giá xe cho bà. Tao giá một hồi hả, bà không chịu trả tiền. Tao ghét, tao đập nguyên cái xe bà luôn. Trời đất ơi. Rồi Trâm thấy vậy, Trâm giận tao luôn. Tại sao bà không chịu trả tiền? Bà thương mắc quá. Bao nhiêu mà mắc? 50. Tao sửa xe có 5.000, ông Trung Quốc ông 50. Rồi sao người ta trả? Ủa tao nói khách, bà có quyền trả giá mà. Trời ơi. Sao cái tính nóng của anh không giờ bỏ được vậy? Nói chung tao biết tao bỏ không được. Qua đây nè, hôm nay tao qua đây tao xin lỗi Trâm. Tao dắt hai thằng bay theo là để nhắc nhở tao. Thí dụ tao còn là sai, tao còn là nóng dội đi nữa thì tát tao một cái để tao tỉnh dậy, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Trâm ơi, nóng tính sao đánh tao? Nóng tính tao đâu ngoài nào? Nóng tính đánh hoài vậy? Nóng tính hết nóng luôn rồi. Ừ, đánh hoài luôn, ai dám nóng nữa. Kêu Trâm. Trâm ơi, thì thầm mùa xuân hả? Kêu vậy sao nghe? Trâm à, khỏi vụ tao luôn. Tính vụ tao luôn. Đánh tao nữa nè. Bây giờ ba đứa cùng kêu đi, khỏi ai đánh ai hết. Dạ. Dạ. Trâm ơi,
không có trăm có sơn được không? Ngọc Sơn à, quả diệm sơn. I love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I'm wanting. I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. Ủa anh ơi, sao anh tạt em vậy? Vừa sao anh tạt nước gì vậy? Nước mắm đó con. Sao tự tạt nước mắm em? Tao thích. Tại sao? Tao thích đó được không? Nói, anh nghe nè, anh hay lắm. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải tìm anh. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Hả, tiệm sửa xe nhà tao đã cạch mặt tiệm sửa xe nhà mày. Hà cớ sao mày cứ qua địa bàn của tao hỡi ba cái thằng tào lao. Tôi thích thì sao? Mày thích đúng không? Mà tôi nói anh nghe, hôm nay tôi không tìm anh. Tôi đến đây đi tìm Trâm. Anh cười cái gì? Cười khinh bỉ đó. Tại sao khinh bỉ tôi? Mày hãy nhìn đi, đùi thì bự, bụng thì chà bá, gót thì sể, mũi thì sữa, cằm thì đổ. Gì vậy mà? Ủa anh đang nói anh hả? Cười cái gì? Cười khi dễ đó. Làm gì khi dễ tao? Thà tôi xấu tự nhiên còn hơn cái đồ vô duyên sứ mũi. Mày đang chửi nguyên một rạp cái mày tin nguyên rạp đút sống phóng mày lỗ đầu không? Cái gì? Anh mày có lấy bụng ta suy ra bụng người. Ngày hôm nay mày nói mày qua đây mày thích Trâm đúng không? Đúng. Mày mến Trâm đúng không? Mày yêu Trâm đúng không? Phải. Si dễ mày. Mày yêu Trâm, mày mến Trâm, mày có bị cái gì mày chứng tỏ không? Mặt thì xấu, cái gì cũng không có, tướng tá cũng không có, nhà thì nghèo, kiến thức thì không. Lão im đi. Anh có thể nói tôi xấu, anh có thể nói tôi nghèo, nhưng không thể nói tôi ngu. Tại sao nói tôi không có kiến thức? Tôi xin lỗi anh à, kiến thức tôi rất là cao. Cái BBQ của tôi rất là cao, anh biết không? BBQ là gì ba? Là cái trí thông minh đó. Trời, cái trí thông minh người ta kêu là cái BB Trần. Trời. Cái BB Trần đó, cái BB Trần nó sẽ ghê lắm. Cái BB Trần của tao là một nùi trong đây, hiểu không? Nói chung mới là cái trí thông minh. Mày nói mày thông minh. Đúng. Xin hỏi tráng sĩ đây, tráng sĩ thông minh vậy, tráng sĩ học lớp mấy? Xin thưa, tráng sĩ học tới lớp 3. Nhục. Tại sao anh cười tôi, anh học lớp mấy? Lớp 2. Tuy tao học lớp 2 nhưng mà tao rất là yêu quý em Trâm của tao. Chính vì vậy mà ngày đêm tao đã sáng tác ra một bài thơ tặng em Trâm của tao. Bài gì? Được, hãy nghe đây. Trâm ơi ta bảo Trâm này, Trâm ra ngoài ruộng Trâm cài với ta. Cái cài giúp thiệt nông gia, ta đây Trâm đó ai mà quản công. Trâm ơi ta... Ủa bây giờ ông tả Trâm hay tả trâu? Con Trâm, trâu, cái gì trâu? Trâu hay là Trâm, trâu hay là Trâm? Ta con Trâm. Ta con Trâm mà sao đem con trâu ra tả? Tao lộn. Anh không có kiến thức. Anh nè, anh biết không? Tôi yêu Trâm, tôi thương Trâm. Hàng đêm tôi mong nhớ về Trâm. Chính vì vậy mà tôi đã sáng tác ra một bài hát dành tặng cho Trâm. Trong đó tất cả câu hát của tôi đều nói về Trâm. Anh nghe nè. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Mỗi ngày, mỗi ngày. Thôi! Rồi rốt cuộc mày trả con Trâm hay tả con bò? Sao tả con bò quăng Trâm, tả con Trâm qua con bò. Thôi đi. Tự nhiên cái tả con Trâm thành trâu bò. Mà con Trâm là em ruột của tao. Chẳng lẽ tao là cái phường trâu chó? Mẹ, tao hay cũng hay chửi tao như vậy đó. Nhưng mà tao tin đó là một lời khen. Bây giờ tao không còn biết. Nói tóm lại anh có cho tôi gặp Trâm hay không? Tao không cho. Tại sao? Bây giờ á, nếu mày nói mày thương Trâm đúng không? Đúng. Mày thương Trâm thì bây giờ Trâm xuất hiện trước mặt mày thì mày làm sao cho Trâm hạnh phúc, Trâm vui vẻ, Trâm happy, mày làm được không? Được. Nhưng mà làm cách nào đây? Bây giờ tao sẽ là Trâm. Anh là Trâm. Đúng. Được. Tao sẽ tét con Trâm trước, mày hiểu không? Anh là Trâm, còn tôi sẽ là tôi. Đúng nha. Rồi bây giờ Trâm là Trâm nha.
Hầu Trâm. Con gái đứng nghiêng nghiêng trên non lá, buồn chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm. Anh Thắng ơi, em đã chờ anh Thắng nãy giờ 7 tiếng đồng hồ rồi mà sao anh vẫn chưa tới? À, em chờ lâu quá, em gỡ đầu xuống em giặt. Trâm ơi, đang giặt đồ. Trâm ơi, tán bạc tay nha, đang giặt. Trâm ơi, Thắng đây. Anh Thắng. Anh Thắng ơi. Trâm ơi. Anh ơi, em đã chờ anh ở đây 7 ngày 7 đêm rồi đó. Em có nhớ anh nhiều không? Em nhớ anh da diết tan nát lòng em. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? À, bây giờ mình hãy đi công viên đi anh. Thôi, chúng ta ra công viên, mất công gặp bà điên. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ăn chuối chưng đi anh. Mất công chúng ta sẽ gặp bà Tưng đó. Vậy bây giờ chúng ta đi ra ăn xương đi anh. Ra ăn xương sẽ gặp chị Việt Hương. Vậy chúng ta đi lân tơn đi anh. Thôi mất công gặp anh Dân Sơn. Thôi nghỉ đi luôn đi trời. Trâm. Vậy em nghe anh nói nè. Sao đi đâu cô không chịu vậy được. Bây giờ anh muốn đi đâu? Thôi được rồi, anh sẽ dẫn em đi mua áo cặp. Thôi ra ngoài gặp thằng Quỳnh Lập thì khác lắm. Thôi mà. Vậy bây giờ đi đâu đây? À, xem phim. Anh ơi. Anh nghe. Anh ơi. Anh nghe. Dạ, như vậy chừng nào mới tới đập phim anh? Chắc mai mới tới em ơi. Anh có cái gì chở em đi không? À, anh có rồi. Có rồi hả anh? Đợi anh một chút. Em ơi. Ồ, anh lấy cái gì vậy? Xe đạp đó. Dạ, chờ em một chút. Em làm gì vậy? Em lấy trơn. Lên đi em. Đi đi anh. Em ơi. Dạ. Cái này xe đạp chứ phải xe ôm. Dạ. Em đi ơi. Anh nè. Thôi. Anh ơi, sao em đường lên dốc đá hay sao mà tưng quá vậy? À, chết rồi, xe bị bể bánh. Vậy hả anh? Đợi anh chút nhé. Anh làm cái gì vậy? Anh bơm bánh xe đó. Bể bánh sao anh à? Vậy hả, để anh bơm. Thôi bánh sao? Thôi được rồi, để em. Em làm gì vậy? Dùng tung cái bánh anh à. Rồi làm sao mình đi? Đi tiếp anh nha. Lên em. Em ơi, đi về em có mỏi không? Đau chuột quá anh à. Hay mình bỏ luôn chiếc xe đạp em nhé. Dạ. Hey. Ê, xe. Anh ơi, xe đẹp đã tăng gió tăng mây rồi. Bây giờ mình đi như thế nào đi anh? Chúng ta đã đến nơi rồi kìa. Em ôi, thấy không? Đằng xa xa kia có những chiếc ghế. Ôi, hàng ghế đá xanh tàn cây gốc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Mình ngồi đi anh. Ngồi đi em. Ủa sao em ngồi cao hơn anh? Dạ, đứa nào để bịch rác dưới đây nè. Dạ. Còn cây đinh nữa nè em. Cảm ơn anh. À, sao nữa vậy? Còn cây nữa. À, sao nữa vậy em? Hết rồi. Em ơi, ngồi vậy chúng ta có mỏi chân không? Dạ cũng hơi mỏi anh à. Sao mình không ngồi xuống luôn đi em? Dạ. Anh ơi, anh ngồi thế này anh là bông hay là trái? Anh là trai, còn em là Trâm. Anh ơi, ở đây không gian đẹp quá, không có ai cả. Gió lùa qua kẽ tóc của em. Anh có thể tặng em nụ hôn đầu được không? À, anh hiểu rồi. Em nhắm mắt lại đi. Cha không còn ha. Anh ơi, anh vừa làm cái gì vậy? Thì em kêu hôn đầu, anh hôn lên đầu em rồi đó. Cái gì kỳ vậy? Nụ hôn đầu là hôn ở trên đầu. Vậy nụ hôn cuối mình hôn ở đâu? À, anh hôn vô túi. Dạ, em có hai cái túi nè, anh hôn đi. Ê, không, anh không dám hôn chỗ này đâu. Nó ghê lắm. Anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn đầu có nghĩa là hôn chỗ khác đó. À, anh hiểu rồi. Dạ. Đi thôi. Em hãy nhắm mắt lại đi. Cảm ơn anh. Dường như anh khoái làm cha em hay sao đó. Anh vừa làm cái gì vậy? Thì anh dẫn em ra chỗ khác để anh hôn đó. Anh ơi, anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn chỗ khác có nghĩa là hôn chỗ khác trên gương mặt. À, anh hiểu rồi. Em muốn hôn chỗ khác. Vậy thì em sẽ ăn tát. Mày tát tao, tao tát lại. Tao tát luôn. Để cho xuông, tao tát tiếp. Đồ con kiếp lên tụi bay. Vô. 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 Vô
Ôi! Ôi! Tụi bay tính chung sống tao luôn à? Cái gì vậy? Tụi bay càng lún sâu vào âm nhạc rồi đó. Tao nói trước, đây không phải là kịch cùng Bolero đâu nha. Nè, không còn gì nữa, thôi chúng ta đi về. Đây, anh kia, đứng lại. Cái gì? Anh tính đi đâu đó? Tao đi về. Tôi qua đây chưa xong chuyện với anh mà. Tôi qua đây anh còn trù tôi chết. Anh còn đưa cái bài đòi thông hai mộ là sao? Hả? Tao không trù mày, đó chính là sự thật đó. Với cái tính nóng nảy của mày, thế nào con Trâm về mày với nó cũng nắm tay lên đồi thông hai mộ chung sống nhau trển thôi. Vậy còn anh là cái gì? Tao là anh hai của nó nên tao có quyền ngăn cản. À, anh ngăn cản tôi đúng không? Ừ. Ê, Thắng, nè thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Tao là anh của nó, đá giò lái tao, thấy chưa? Thấy chưa? Bởi cái tính nóng giận của mày, Trâm bỏ mày là đúng rồi. Anh trong của Trâm là bỏ tôi hết á, chỉ có anh ngăn cản tôi thôi. Tao không ngăn cản, Trâm đã nói với tao rồi. Vì tương lai Trâm sẽ bỏ mày, không bao giờ gặp mày nữa. Anh nói láo. Tao không nói láo, đó là sự thật. Anh Trâm không nói vậy. Thiệt đó. Hả? Trâm. Anh hai tôi nói thiệt á. Anh á, lúc nào anh cũng nóng tính hết á. Rồi sao làm được chuyện lớn? Rồi tương lai của hai đứa mình nữa, biết đi về đâu? Thì anh cũng không muốn vậy đâu. Tại vì những cái chuyện đó anh bực mình quá mà. Anh mà còn nóng tính nữa, em chia tay anh luôn. Trâm. Trâm à, anh biết những ngày tháng qua đã làm rất là đau khổ, cũng chỉ vì tính nóng của anh thôi. Anh xin em hãy tha thứ cho anh một lần này. Anh xin hứa. Thôi ngày... Anh là Lâm Thắng chứ đâu phải là Lâm Phong mà anh diễn dữ vậy. Anh đâu có diễn đâu. Anh nói thiệt mà. Tụi bay tin tao không? Tụi bay có tin tao không? Nóng tao hết nóng luôn rồi. Tụi bay đánh với tao ngủ ngắt luôn rồi đó. Thấy nó vậy thôi, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Thay nó một lần đi. Chậm, tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi rồi. Và xin cảm ơn cho một phút xuất sắc đến từ thí sinh Lâm Thắng. Cảm ơn diễn viên hỗ trợ Quỳnh Lý, Nguyễn Huy, Thành Danh, Châu Mai, Phương Trâm, Kim Oanh và quán quân Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên Lê Dương Bảo Lâm. Tôi gặp lại Lê Dương Bảo Lâm tôi vui quá. Tại vì cái ngày mà trao giải đó, mà tôi lúc đó tôi tập cho Mạc Văn Khoa 8 giờ là trực tiếp, mà 6 giờ chúng tôi chưa làm xong. Tôi nghĩ là đêm đó là đêm cuối cùng rồi. Mồ hôi mồ kê, mà đam mê, mà sợ hãi, rồi rung. Lần đầu tiên trong cuộc đời mấy anh ấy được trực tiếp. Giờ thấy cái cảm giác Lâm lên đây hỗ trợ cho bạn, thì cảm giác đó chuyển qua Lâm Thắng bên hôm nay. Em đổ mồ hôi, em lo lắng, trong khi Dương Lâm hôm nay rất là tự tin. Ông ra ông bào hết trơn. Nhưng mà em biết không, em hãy vui lên. Lê Dương Bảo Lâm á là quán quân, mà nó diễn từ hôm bữa giờ cũng 3 năm rồi. Cái lướt mình đã vậy, nó còn dai kèo trên, dai anh nữa. Nhưng mà nãy em có bị lép, em cũng ngang bằng luôn nghe nè. Cái người diễn viên á, nó phải thay đổi liên tục. Mà em làm được cái điều đó. Hôm nay em rất là thành công, cảm ơn Lâm Thắng. Dạ. Dù có như thế nào thì Lâm Thắng cũng không bị lép bởi Dương Lâm. Lâm Thắng đã tâm sự với em, Lâm Thắng tự tin lắm chị. Tại sao ạ? Tại vì tự tin là nói là mình giống Dương Sơn, biết đâu là được ưu ái. Giống không Sơn? Đẹp giống. Cái gì vậy trời? Trời mới đẹp giống nữa trời. Đẹp mới giống. Chiều cao 1m78. Bà thấy hơn rồi. Body. Sao quý vị? Quý vị thấy sao quý vị? Không, nhưng mà anh nói em nè, năm nay em 28 tuổi phải không? Dạ. Diễn rất tốt. Trong tiết mục này đó ha, hoàn toàn nội dung không có cái gì hết, nhưng là chỉ nói một cái người nóng tánh thôi. Mà từ đầu tiên ra là đã hút được khán giả. Anh theo được em. Cái tiết mục này mang lại tiếng cười khán giả rất là nhiều. Em đã hoàn toàn tự tin trong cái tiết mục này, và em đã hoàn toàn chứng minh được khả năng của mình. Và anh nghĩ là em sẽ còn đi xa hơn nữa. Một người diễn viên hài cần thiết nhất là mình phải có tự tin. Bởi vì mình làm những cái chuyện mà người ta không tin được, mà mình làm được thì người ta mới cười. Anh chúc mừng em ngày hôm nay. Anh Lâm Thắng này, anh nói là trong cái mùa Cười Xuyên Việt lần này là anh sẽ phá cách một cái, là anh diễn theo cái nét của TVB. TVB là cái nét sao em cũng chưa hiểu. Tại vì anh mê coi phim TVB từ nhỏ rồi. Dạ. Coi rồi nó ghét, nó nhiễm vô máu, hồi nào không hay. Cái TVB giống như là cái nét diễn tôi và bạn vậy đó. Tại vì anh không thể nào mà anh diễn một mình cái tôi của anh được. Bản thân anh phải diễn với chung có rất là nhiều bạn. Anh rất là biết cách tạo không khí. Rõ ràng những cái mảng miếng nào mang tính tương tác tập thể, lúc nào cũng có hiệu ứng tiếng cười rất là giòn giả và có được cái sự vỗ tay cổ vũ của khán giả nữa. Cho nên là em hy vọng rằng là đó là thế mạnh của anh.
và hãy tận dụng cái thế mạnh đó để mà có thể phát triển nhiều hơn, để có thể mà tiếp tục xuất sắc trong những vòng sau. Vâng, xin cảm ơn. Quá. Đã quá. Tới đúng nơi rồi. Rừng núi hùng vĩ quá. Muôn thú đi hòa ca. Ôi, anh Sáng, anh Sáng chiếu qua lá cây. Ôi, tốt quá. Ôi, mình hấp thụ chất diệp lục thôi. Sống như gì mới đáng sống chứ. Như gì mới gọi là đi phước nè. Anh ơi, thế này không phải đi phước mà là đi lạc. Lạc rồi, tôi lạc rồi. Trời ơi, tôi lạc rồi, cứu tôi chứ. Có gì đâu, hai đứa mình đi lạc thôi mà. Đi lạc rồi. Trời. Đi lạc mà còn cười nữa. Giờ không biết kiếm được ra gì, không ở đây đâu. Em không qua đình đâu, em muốn đi chỗ khác. Anh có bao giờ làm em thất vọng không? Đi với anh. Xuống đây, cẩn thận nha. Tới nơi rồi. Sao tôi đi chỗ khác? Thì nãy mình đứng trên kia, giờ mình đứng dưới này, khác rồi. Mẹ ơi, ý em là đi ra khỏi cái khu rừng này nè. Em không muốn ở đây nữa, em nó không ở đây, em muốn ăn em. Quá. Thôi nào. Thôi. Bình tĩnh nghe anh nói. Hai đứa mình yêu nhau đã lâu lắm rồi. Không lẽ anh để em bị cái gì sao? Nghe anh hỏi nè, cô bé ngốc nghếch. Em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là Valentine. Anh này. Vào cái ngày đặc biệt này, anh chỉ muốn có hai đứa mình tới một nơi trống vắng không có người. Hai đứa ở bên nhau. Và đây sẽ là một ngày em không thể nào quên được. Đã hay. Em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt hả? Ờ. Wow. Đâu phải đơn giản là anh dắt em vô chỗ này. Anh có một điều muốn nói với em. Dạ. Anh bể nợ rồi. Anh bể nợ rồi. Bể thiệt rồi. Tan nát luôn rồi. Anh phá sản rồi. Nhưng mà bể là bể sao? Tự nhiên dẫn lên cái bể nợ làm sao trời? Tự nhiên bể nợ là do anh. Là vậy đó. Cái gì vậy trời? Ý anh nói là anh tin lời bạn bè, đầu tư hết tiền vào bất động sản, rồi anh bị lừa mất trắng. Cái chuyện quan trọng nhất là anh phá sản rồi. Thôi bình tĩnh. Gia đình anh giàu mà. Kêu gia đình anh giúp là được. Gia đình. Lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh hai tiếng gia đình. Gia đình anh từ anh rồi. Mà nè, nếu mà gia đình anh không giúp anh được á, thì còn gia đình em, còn em. Sao anh không nói sớm? Cái ba lô em đâu rồi? Lấy cái ba lô, ở trong có cái điện thoại. Gọi điện thoại về nhà gia đình mình giúp mình liền. Sao em không nói sớm? Hả? Anh quăng hai cái ba lô của mình đi rồi. Lạc rồi, mà còn quăng cái ba lô nữa. Anh có bị điên không? Bình tĩnh. Anh không phải là con người tầm thường. Nghe anh nói, mẹ yêu. Trong lúc đi vô đây, anh có rải đồ ăn khắp dọc đường đi. Bây giờ hai đứa mình chỉ cần dò theo đồ ăn đó thì chắc chắn mình sẽ tìm được đường ra. Bây giờ chỉ cần tìm vết đồ ăn thôi. Đồ ăn anh rải đâu rồi? Đâu anh, rồi? Cứ hướng ơi. Nào? Hướng nào đâu? Anh ơi. Hướng nào đâu? Hả? Em ăn hết rồi. Tôi bị lạc rồi. Trời ơi. Tôi đã bị lạc rồi. Em ơi. Bèo, nghe nói. Anh có coi phim Đất Phương Nam. Bé An làm được, không lẽ anh không làm được? Gì nữa? Bây giờ hai đứa mình sống ở đây nương tựa vô nhau. Anh sẽ đi khai khẩn đất quan, săn bắt hải lượng.
nuôi ong tay áo, nuôi khỉ vào nhà. Rồi hai đứa mình sẽ lập nên một cái khu du lịch sinh thái lớn nhất ở đây. Hai chúng ta sẽ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bể nợ đừng có điên nha em nha. Tự nhiên đang sung sướng ở ngoài bắt vô đây đi ăn cái gì ở đây. Em ăn cái gì em không có biết ăn cái gì. Uống cũng không biết nữa. Em không có cô bé. Đâu. Em đói thôi mà. Có câu không tiền cạp đất mà ăn. Ăn không? Anh lấy cho chén đất trộn. Khúc nào ngon ta? Một lần nữa nha. Em muốn đi về. Nè. Em có biết đường ra không? Không. Anh cũng không biết đường ra. Bây giờ hai đứa mình sống ở đây đi, nương tựa vô nhau. Quả mai có người dân địa phương đi ngang á thì mình tìm được đường ra. Ở đâu là dân địa phương cho hỏi? Trời. Cho tôi hỏi ai mà ồn ào quải vậy? Cứu hộ. Má không? Dạ em chào anh chị. Chào anh. Hay quá, cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh chị rồi. Em bắt tay anh một cái. Em bắt tay chị một cái. Được cứu rồi, được cứu rồi. Anh chị đi lạc đúng không? Đúng. Em cũng lạc. Cái khu rừng này nó nhiệm màu lắm anh chị. Lạc là lạc luôn. Bít đường rồi anh chị à. Ai vậy? Chị hỏi em là ai á? Em là ai và ai là em? Đây là đâu và đâu là đây? Hay vô, mẹ già như chuối chín cây, gió lai mẹ rụng cũng phải mồ côi à mẹ. Chị anh. Em ơi, nó bị lạc trong này lâu quá. Rồi nó bị sang chấn tâm lý rồi. Ghê quá anh. Bình tĩnh. Mẹ nè con, sao mà con đi vô đây? Dạ con đi trốn nợ. Thấy chưa em, thấy chưa? Mà đi đúng chỗ rồi. Cái rừng này là cái rừng trốn nợ. Con đi vô đây với ai? Con đi với nhỏ bạn gái. Ôi, bạn gái con đâu? Đói quá con nhai nữa rồi. Anh đừng có, bây giờ anh đói quá anh muốn ăn tôi nha. Trời ơi, em nói cái gì vậy quá? Anh có kia gì đó. Anh không có ý định đó. Quà ơi, ổng không có được bình tĩnh. Không, sao em tin lời ổng được? Không, mẹ anh giải quyết. Nghe anh, coi cho mẹ hỏi. Mẹ gì tôi giả vô mặt biến thái hả? Tỉnh rồi phải không? Bây giờ phụ tôi kiếm đường nè em. Trời ơi. Bây giờ giúp tụi tôi đi, kiếm đường ra. Dạ dạ, em lạc ở đây cũng lâu lắm rồi đó. Bây giờ phải tìm đường ra thôi anh chị ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh có coi phim rồi nên anh biết. Khi mà tụi mình bị lạc trong rừng, đây là những người bộ lạc ở trong tận rừng sâu. Họ gặp mình, họ sẽ giúp mình, cho mình ăn, cho mình uống, rồi giúp mình tìm được đường ra. Bùi à, ơi. Gì vậy anh, không hiểu là ông nói cái gì sao? Không, anh sao? Anh chưa có học tiếng dân tộc. Dạ. À, này người ta ngồi, mời mình ngồi á. À, mời ngồi, mời ngồi. Thấy hiểu khách chưa? Ủa, ông rắc cái gì vô người mình vậy anh chị? Muối. Muối. Cái này biết mình đi ngoài nắng á, cho nên ta tẩy tới bào chết á. Thoải mái quá. Ô, trời ơi. Cái thấy gì vậy? Chưa? Thấy sao người vậy? Ta hiểu tâm lý chưa? Cái gì vậy anh? Thấy mình đi đường mệt, cho nên mát xa mình. Trời ơi, chào. Hay quá, hay quá. Xong rồi. Ôi. Ê, anh chị, em biết cái bước tiếp theo là cái gì rồi. Cái gì? Ông dọn đồ ăn cho mình ăn đó anh chị. Để em. Anh. À. Hay lắm. Em lầm tin anh rồi. Chết nè. Giác nó vô. Cảm ơn ông trời đã ban cho con một số lượng thịt dồi dào đủ duy trì trong cả năm. Chào hai đứa nhỏ. Sao nói được tiếng người tụi mình nhá? Lúc trước không biết nói, ta ăn thịt khách du lịch riết ta biết nói luôn tiếng người. Má ơi, hôm nay tụi mày xui lắm mới gặp tao. Sau khi làm thịt thằng kia xong, chọn đi ai là người tiếp theo. Không được ăn thịt ai hết. Ông muốn làm gì thì làm bạn gái tôi đi, đừng làm tôi. Không, làm tôi đi, đừng làm bạn gái tôi. Mày không có cơ hội để chọn lựa đâu. Không được, ăn tôi đi. Ông muốn ăn tôi nè. Làm được. Ăn tôi. Để anh.
mày ăn tao nè, ăn tao nè. Tao là người muốn ăn, tao có nhu cầu ăn thịt. Dạ cho hỏi ý chút cho anh. Nhanh đi. Quang, em còn trẻ. Ôi, anh sẽ hy sinh. Anh bạn nhỏ thôi. Thôi được rồi. Anh bạn nhỏ xíu. Không. Giản gì đâu mà cũng không hiểu. Là đợi cho con đầu đàn này nè, ổng đi ngủ. Anh với em hai người cùng bỏ trốn, chạy. Có gì thôi mà cũng không hiểu nữa, không thấy không? Tao cho tụi bay tao cảm thấy phí phạm lắm. Cái gì cũng trôi tuồn tuột hết trơn. Nhưng mà ổng có biết. Đó, nhanh. Nhưng mà tự nhiên bắt tôi là... Ta nhìn con bạn của người ta bỗng nảy ra một ý nghĩ mới à. Ông muốn cái gì? Bộ lạc của ta đang thiếu một nữ chúa. Ta muốn bạn người làm nữ chúa của ta. Mày đi qua đây. Cái gì đó? Ta hỏi ngươi, đồng ý hay không? Không đồng ý, ta giết nó. Không được. Em không làm đâu. Qua, em chạy đi. Đừng có lo cho anh nữa Qua. Không, em không làm được. Không, tôi không làm đâu. Không đồng ý hả? Thôi được rồi, quyết định là quyết định của em. Ôi, em thật là hấp dẫn. Khuôn mặt khả ái, thân hình hấp dẫn. Tao nói mà tao ngại luôn á. Tuyệt vời. Nào, đến đây với anh. Trốn ra. Anh chết, em không muốn làm gì nữa. Em đập đầu vô đá, em chết luôn. Em đập đầu vô đá. Chị ơi, chạy bình tĩnh đi chị. Anh chết rồi kìa. Chạy bình tĩnh đi chị ơi. Anh trai ngồi dậy đi, anh trai nằm hoài vậy. Ngồi dậy đi, bắt đầu tư tử kìa. Chị, em giới thiệu chị. Dạ, tụi em bên dịch vụ. Dịch vụ giả làm dân ở trong rừng nè. Để phục vụ khách du lịch đó. Chị mà tinh tế là chị nhìn mặt em chị biết liền. Em làm không kịp phải làm có mặt tay chân trắng bóc nè. Anh phải nói chuyện chị đi. Làm sao? Đưa, chị bị đó. Qua, em biết mà, anh là một công tử nhà giàu. Trời ơi, anh bày tất cả mọi chuyện này ra chỉ để thử lòng em coi em có yêu anh thật lòng hay không. Nhưng mà anh đã hiểu, dù cho anh đi đến đường cùng cỡ thì em cũng luôn ở bên anh, em không bỏ anh. Như anh nói rồi, bên dịch vụ mua nốt cho anh á. Đây sẽ là một ngày mà em không thể nào quên được. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em. Làm vợ anh nha. Làm vợ anh. Anh đừng có mơ. Chúc mừng. Tình yêu mà anh em đi thử hả? Bao nhiêu tình cảm tôi đặt cho anh mà anh đi thử tôi hả? Dẹp đi, dẹp đi. Quá, anh yêu anh thật lòng mà quá. Quá. Anh bậy nhất. Nói thiệt với anh nha, từ lúc anh mướn dịch vụ tụi em mà để thử chỉ là thấy kỳ kỳ rồi. Em làm gì tiền hơn trai chứ thiệt. Tình yêu anh đừng bao giờ thử. Anh yêu người ta thiệt, anh thử rồi biết gì. Để người ta tự ái, người ta bỏ đi. Bây giờ chỉ không đồng ý là lỗi của anh, đúng không? Tất cả mọi chuyện này tao đều nghe theo ý mày bày ra. Trời, anh kiếm tụi em mà giờ anh nói bài nào, ai bài gì anh đâu. Tao không lấy được qua thì tao lấy mày. Mày đào chạy xe ôm
của tôi sẽ thật êm, đi đến muôn phường không cần lo chi tiền thêm. Khi bước lên xe đeo giùm tôi cái nón bảo hiểm, bạn cứ yên tâm tôi về đây lướt nhà bay. Chỉ cần bạn nói nơi bạn đến, nơi cần đi, bạn muốn ăn gì, cơm sườn cây, bún bò kho, tôi sẽ giao ngay cho bạn ăn, cho bạn no. Gọi cho tôi ngay, xe ôm công nghệ, kính mời. Đi chỗ tôi đang làm ăn mà. Ê, có khách. Alo. Anh vừa mới bút xe em đúng không? Đúng rồi chị. Cái địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp phải không? Rồi đúng rồi đó. Rồi anh đợi chút xíu em đến em đón anh liền nghe. Để giùm tôi nha. Dạ. Ôi Dương anh. Em đi liền. Ôi. Cái gì vậy? Đi chị ơi. Xuống. Trời đất ơi, xe người ta có khách mà. Xe em đặt mà. Trời đất, cái thằng nỉ lì thì xuống. Cái xe này em đặt nè, chị nhìn nè. Ủa? Em chạy 2 cây số từ đằng kia chạy lại đây. Ủa vậy hả? Sao anh không đứng yên chỗ đi, em để em đón cho. Không, bây giờ em chạy ngược lại chị đón em nha. Ai làm vậy? Đi gấp giùm em chị ơi. Cái gì đâu mà gấp, gấp cũng phải đội nón bảo hiểm chứ. Only chứ gì, mê lắm á. Cả xóm của tôi ai cũng nghe nhạc Tân Phúc hết trơn á. Nhất là mấy cái dịp đám á, đám hỏi nè, đám cưới nè, đám ma nó cũng mở được. Đám ma nó mở cái bài Nói Đi Là Đi đó. Hay lắm. Cái chỗ mà xe ôm công nghệ của tôi á, ai cũng mê Phúc hết trơn á. Bây giờ tôi mà điện rồi tụi đó bu lại đó chụp hình. Chị. Thật ra em không phải Tân Phúc. Tân Phúc đâu có bị méo mỏ đâu. Méo nè, mình méo, mình ngắt mới méo. Xui. Đẹp trai mà không méo miệng làm ca sĩ đâu. Đi lên. Hey. Rồi đi gấp mẹ em đi chị ơi. Trời ơi, từ từ. Giống hệt rồi. Vậy mà đó không phải Tân Phúc mới tức. Cho em nghe điện thoại chứ. Dạ luôn. Ủa em tới đâu rồi? Dạ gần tới rồi anh ơi. Cái gì gần tới, mới leo lên xe chưa được 2 phút rồi. Trời đất ơi, bây giờ mới leo lên xe từ nhà em mới tới. Anh đợi chút, em cho anh coi video call nè. Chị nói em gần tới chị. Mới lên xe 3 phút bà. Nè, tranh thủ giùm anh đi, Tân Phúc ơi. Hả? Dạ. Trời đất ơi, tôi nói mà. Tân Phúc mà, trời ơi, bao nhiêu năm theo dõi trên fanpage mà. Kết bạn Facebook mà đâu cho đâu. Mình kết bạn với nhau liền đi chị. Nè, mình kết bạn nhau đây, liền đây, nha. Đây, cô gái mét 2, mẹ trai mét 8 chứ. Sẵn xin chấm hình luôn được không? Dạ được. Tôi sẽ gửa ra 9-12. Tôi đi gắn như này nè. Đó, cái tôi lộng khung. Cái tôi thay bông mỗi ngày nha. Ban ngày chạy là bình thường. Ban đêm á, tôi sẽ mở đèn, cái màu đèn á, cái dạ vô mặt của Tân Phúc. Trời ơi, mọi người nhìn vô, mọi người sẽ biết tôi đang tưởng nhớ Tân Phúc đã từng đi xe ôm của tôi. Lên xe. Tân Phúc ơi, Tân Phúc hát tặng tôi một bài được không? Khi thế giới mất đi một người. Hai đứa mình đang đi xe chung á, vậy đứa nào mất đứa nào còn. Ý em á là một lát nữa là em tới chỗ diễn á, em vô em diễn thì còn chị ở đây nè. Kệ, ca sĩ muốn nói gì nói. Chạy tiếp. Dạ, gần tới chị cho em xuống này đi. Ủa khoan. Đừng chờ anh nữa, hãy quên anh, hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sao sẽ chấm em được 5 sao. Anh ơi, vậy nhớ chấm 5 sao cho em nghe. Dạ. Cái gì vậy trời? Alo. Hả? Thiệt không? Phải tụi nó không? Mày gửi hình qua cho tao liền. Canh me ở đó tao qua liền. Chết vậy tao. Cứu người đi. Cứu người đi. Bác ơi, bị cái gì vậy hả bác? Bị xẻo á, chồng tôi bị xẻo á. Trời, bác trai bị cái gì mà bác gái xẻo hơn, xẻo hơn. Không có phải là bị xẻo, mà bị xẻo là gì nè, bình thường. Ôi, đó, ơi. Vậy
dây đó là bị xẻo á. À, trời ơi, đứt luôn sợi dây chuyền người bác. Cứu người đi. Nhưng mà bây giờ con đang có chuyện gấp lắm bác ơi. Gấp hả? Dạ. Chuyện gì mà chưa gấp? Không, con gấp hơn, con có chuyện gấp hơn. Chuyện này phải gấp hơn mới được hả? Rồi. Ê, ê, bác ơi bác. Tôi gấp đâu ổng lại rồi đó, đủ gấp chưa? Không, ý con phải làm vậy. Ủa, vậy là chưa đủ gấp hả? Rồi được, để tôi gấp kiểu khác. Hai ba. Gấp kiểu này đủ gấp chưa? Dạ đủ gấp rồi đó bác. Bác ơi, cái này là gấp lắm nha bác nha. Vậy cứu đi. Đương nhiên phải cứu rồi, con sẽ điện. Con điện cho 114. Ủa, ở đâu trái nhà? À, quên quên, 1080. Kể chuyện bác nha. Hả? Trời ơi, trời ơi. Nè bác ơi, bác đừng có lôi như vậy. Bác phải bình tĩnh lại, bác lôi gì bác chai chết bây giờ. Con nhớ rồi, 115. Nè, cái bệnh này là mình phải sơ cứu trước khi bệnh viện mới được đó bác. Có, hồi sáng là ở nhà là có hô hấp nhân tạo. Hô hấp xong á là ổng xỉu tới giờ luôn. Ủa sao vậy? Tại vậy nè. Dạ. Trời ơi, túi vậy? Ừ. Ủa, trời ơi, nguy hiểm lắm nha. Cứu, chồng ơi. Không, để con sơ cứu cho. Ừ, chồng ơi. Trời ơi bác ơi. Hả? Đứng chồng rồi. Đứng chồng? Ủa chồng tôi nằm mà. Trời ơi bác ơi, có nghĩa là con mắt bị đứng chồng rồi, phải sơ cứu. Dạ. Chưa tỉnh nữa bác ơi. Vậy giờ sao chồng con ơi? Bác kêu cuối. Hey. Hey. Chồng ơi, cô giết chồng tôi. Đập phố. Ủa chồng, thấy ghê chưa? Ủa chồng tỉnh rồi. Thấy chưa? Dạ. Tôi đi nè. Bác trai sẽ nhìn bác gái rồi nhìn tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi. Nhìn thầy Minh Nhi. Thầy ơi. Rồi chết. Cô giết chồng tôi. Bây giờ bác muốn cứu hết bác không? Cứu ổng đi. Con có cách rồi, bác phải bình tĩnh thôi. Chiêu này mới hay nè bác. Hey. Đó, tỉnh rồi. Con giết vợ tôi rồi. Bác bớt ồn lại, bình tĩnh lại bác. Cô giết chồng tôi. Hey. Em không hiểu được bao lâu nha. Hey. Ủa hai bác lên lật đật nha hai bác. Trời đất ơi, ủa bác trai bị cái gì vậy? Mới sạc đi. Trời ơi à, con biết hai bác rất yêu nhau, nhưng mà hai bác khờ quá à. Trong tình yêu á, mình có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, nhưng mà những cái lúc nguy hiểm mình phải tách nhau ra. Không có tách được. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, muốn buông lắm mà buông không được. Cô thấy vậy đó chứ, từ tôi mới cưới nhau ha. Hai bác cưới nhau bao lâu rồi? 101 năm. 101 năm? Ừ. Vậy là hai bác bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi ba? 102 tuổi. 102 tuổi? Ừ. Thôi, vì mà nãy bác gái rất khỏe nha. Bồng bác trai lên vai nè, nhảy tưng tưng tưng. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu. Vì tình yêu chúng tôi có thể làm những điều phi thường. Em yêu anh. Anh yêu em. Chào miêu miêu miêu. Con nghĩ là hai bác rất là hạnh phúc. Con chúc hai bác mãi mãi bên nhau như vậy. Cảm ơn. Xin con chào hai bác con đi làm. Ừ, rồi. Mẹ dễ thương quá. Dạ. Ủa đâu có được con gái, không được không được. Chở hai bác vô bệnh viện giùm đi con. Ủa hồi nãy là con nghĩ là bác xỉu thì con chở đi bệnh viện. Con giờ bác tỉnh rồi, con có chuyện gấp lắm. Trời đất ơi, cái này mới gấp hơn nè con ơi. Ủa này là bị gì vậy bác? Trời đất ơi, nhân kỷ niệm 101 năm ngày cưới. Dạ. Ngày bác vui quá, xi ma xi mấn vô nó biểu đút vô cái thùng đi. Mà quá trời thùng, đâu có biết thùng nào. Cái tôi kêu bác chọn đi mình. Thì tôi thích màu đỏ, nó tượng trưng cho tình yêu. Cái lại cái tôi thọc vô, tôi rút ra mới phát hiện đó không phải là thùng keo sáp. Ủa là thùng gì bác? Keo dán sắt. Ôi trời. Không lẽ đây sẽ là năm mồ chôn của hai đứa mình sao bà? Rồi mồ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thể ước. Con cháu đồng lập mồ, xả tang đi về. Quang hai ba ba. Trời đất ơi, cái đầu của bác nha.
Con để ý cái đầu của bác nha, bác làm gì đó? Bác đá nắp hòm đó con. Trời đất ơi, thôi hai bác đừng có cực nhọc như vậy nữa. Con có cách rồi, mà nãy giờ con giỡn nha hai bác thôi. Nó có cách kìa, nó giỡn thôi, bây giờ giúp đi con. Con sẽ chở hai bác đến bệnh viện rồi con đi ông chuyện luôn. Ừ, vậy đi, đi từ đầu lên xe. Này. Thôi lên bác hai. Rồi để tôi. Ố ghê vậy. Con bố đó trời. Mình lên đi. Ôi mình ơi, chạy xe vậy tôi nhớ ngày xưa lúc mà ông chở tôi về quê đó. Sao mình? Anh ơi Đô Thành, để em sống không quen. Không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Chưa vui. Sao không nhào tới? Ôi da. Đứng hình mất 5 giây. Ôi da. Cái gì vậy con? Đau bụng. Nó đau bụng ông ơi. Nó đẻ. Bụng nó bự lắm rồi. Ơi. Không phải. Đi nó gấp. Con mắt vệ sinh quá. Rồi. Hai bác ngồi yên ở đây nha. Ừ. Rồi cái. Hai bác ơi. Hồi nãy tôi chở hai người mà. Trời ơi. Tôi gặp ma. Hai bác ơi. Con đâu có làm gì. Hai bác sao hai bác nhát con. Tao làm gì nên tội nên tình. Mà mày quất một cái nằm xảy ra giữa lộ vậy mày. Con làm vậy bao giờ? Con cãi kìa ba. Mày không tin thì xem là đoạn clip vừa rồi. Hai bác ơi. Ơi. Hai bác ngồi yên nha. Ừ. Nó cái đoạn này nè. Cái đoạn này mày làm cái chuyện tôi. Mày ngồi yên nha. Bác chưa. Mày làm cái chuyện tôi. Mày ngồi yên nha. Mày ngồi yên nha. Mày ngồi yên nha. Ôi da, ôi da. Sao vậy con? Không, ông còn. Cái cơn nó chưa dứt luôn bà ơi. Vậy đi lẹ đi, lẹ đi. Hai bác coi xe giùm con. Coi chừng nha. Ở trong này á. Vắng lắm đó. Con ơi, con ơi, vắng quá. Ừ. Con ghim chìa khóa đi mà đạp. Không chưa. Sao? Nhanh lên đi. Con đạp cái xe không làm được nữa. Mẹ mày đừng có thử máu, nó không làm được. Mà nó đạp xe nó không biết làm kìa mày. Mày mở chìa khóa lên. Trời ơi, bao nhiêu đó tao không biết. Cảm ơn biết nha. Gì hết trơn. Mà mày chạy xe đi đâu vậy? Đi bán cái gì đâu, mày lên lẹ đi, hỏi nữa. Ồ, đi bán hả? Hay ta. Con gì vậy ta? Trời ơi con ơi, lẹ lẹ đi. Nó tới tim rồi, mệt lắm con ơi. Tụi mày nói đi. Tụi mày là ai? Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì chúng ta cũng sẵn lòng trả lời. Để có tiền xài mà không cần vất vả. Để có tiền xài mà không cần phải live stream. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chúng tôi là những nhân vật phản diện. Đầy giải trí. Và quán quân vừa rồi. Tôi ăn cướp 1. Tôi ăn cướp 2. Chúng tôi là ăn cướp. Còn ta là bắt cướp. Tôi. Bây giờ tụi bay còn trò gì nữa. Show ra đi. Không giỡn mặt với em nữa. Lộ diện đi. Lộ diện gì? Tao chơi bài ngửa với mày nè. Bây giờ mày có đưa không? Đưa đây cho tao. Qua đi lấy. Ôi. Lát tao vô tao xử thằng mách cấp sao. Nó nói nó ghim chắc lắm. Đó. Đưa đây. Trời ơi cái con này. Mày luôn đó. Hey, cha. Ê, xế mày làm gì tao? Con đá mày á? Muốn đá tao đúng không? Nè. Sao? Ghê quá. Con này phải tao kỹ nó mới được. Mày, ấy da trời ơi. Sao? Thôi chứ. Bây giờ mày nói đi. Thôi chứ. Tao chính là hiệp sĩ đường phố. Tao đã theo dõi tụi mày rất là lâu rồi. Tại sao đi ăn cướp? Chị ơi, tụi em ăn cướp là vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh gì đi ăn cướp? Để em có tiền. Có tiền để làm gì? Đổ xe. Đổ xe để làm gì?
đi ăn cướp. Mày hả? Mày bị bắt là đúng. Còn thằng này? Đúng rồi, nó bị bắt là phải. Còn em tội lắm chị ơi. Tội em gì? Ăn cướp là cũng vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh là câu slogan của tất cả thằng cướp. Hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh đây nó khắc nghiệt lắm chị ơi. Nói. Em ăn cướp để em có tiền em trả nợ. Nợ gì? Em sửa mũi. Mày sửa quá cao rồi. Thì đó. Nó giả chân. Đi anh nghe. Em người ta bốn lần rồi. Sửa bốn lần rồi. Chỗ người ta đang nói chuyện mà. Em mày ném mấy nó dùm con. Bớt giỡn lại. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người cao to dạm vợ nhưng mà không đi làm. Đó là tụi nó. Đến nơi tụi nó cần đến. And your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. You ain't even here to party. Can in the club tryna pat you 'cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. Bận cái bộ đồ này. Tự nhiên bày mấy cái trò như bận đồ nữ sinh rồi kêu là phải ngây thơ trong sáng. Trời ơi không hiểu luôn, bà bị gì á? Nói cái gì đó? Love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Bây giờ họ không có thích là phụ nữ sổ sàng. Dạ. Họ chỉ thích là nhẹ nhàng. Bởi vậy mà nè con à, má nói chuyện với con á, đặc biệt là con nha, khách họ phàn nàn về con lắm đó. Mà má nói chuyện với mày làm ơn tôn trọng hóa vô một cái. Mày đứng mày nhai cái giống gì vậy? Mày làm cái gì? Con đâu có nhai cái gì đâu má. Mày làm gì đó? Con làm gì cho nó phong cách. À phong cách hả con? Mày vừa phải thôi nha. Má nói với tụi con rồi, mình á là bất cứ khách nào á mình cũng phải tiếp mới moi tiền được nè. Người ta mới đưa tiền cho má, má mới có tiền. Má nuôi tụi con làm gì? Má dạ? Nhảy tao hả? Tôi có đâu. Nè nha, mày là chị cả đó, mày phải làm gương cho tụi nhỏ nghe chưa? Ra đi chơi với anh. À, chơi với anh đi, chơi với anh đi. Không, con dán cái đi à. Không dưới được. Ôi, không là có tiền nè, Bon ạ. Trời ơi, dán bằng dễ thương y chang anh vậy đó. Trời ơi, đó anh bắt được em. Đó anh bắt được em. Mày thấy chưa con? Không sợ con dán có một cọc tiền, thấy chưa? Mày phải bắt chước em mày, chủ yếu là mày phải biết cách diễn xuất con à. Trời ơi, thì cái đó con chạy chỉ nó diễn vậy đó. Vậy hả? Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Ở yên đây, khỏi làm gì trơn trời á, cả thế giới cứ để má lo. Không, cái này con làm được. Không, con phải tin má. Má làm được. Má tin con. Con chỉ cần ngồi yên và học. Rõ chưa? Mọi người ơi, chơi hả? Đi nha, đi vô đây em tiếp nè. Lại đây ông chủ, nhanh lên đừng có ngại. Ê anh đâu? Ê anh nhớ đâu vậy? Ê anh nhạy cảm nhớ vợ. Ê anh nhổ nhớ. Khoan. Dạ thưa đây là ông thầy. Ông thầy dạy diễn xuất. Hôm nay má mời ông thầy này về dạy. Bây giờ thầy dạy làm sao cho mấy đứa nhỏ đó nó tìm được cái cách nào mà nó môi tiền được khách đó mà nhẹ nhàng nhất hả thầy? Ha? Dễ mà. Diễn viên phải không? Trời ơi, nhớ rồi. À, anh đóng nhiều phim lắm nè đúng không? Trời trời em nhớ mà, em nhớ mà. Mày nhớ không? Mày nhớ không? Cái phim đó nhớ không? Cái rạp đó đó, mày nhớ không? Thì đó, thì cái bữa đó đó. Hay. Phim gì vậy? Khoan phim gì? Thì cái phim Thằng Lên. Thằng Không. Phim gì? Người nhà anh. À, không sao đâu. Thật ra tất cả những tựa phim mà mấy cô vừa nói gì rồi á, tôi đều tham gia hết á. Ủa gì hả? À. Vai gì? Quần chúng không thoại. Hèn chi không có nhớ rõ. Sao á? Thầy dạy học đó, nghiêm túc đàng hoàng lại. Tụi bay á, không có được tỏ thái độ vậy. Thầy hả? Thì dạy đi. Thì dạy đi, thầy đứng đó làm gì? Thì dạy đi. À, thôi mọi người bình tĩnh đi, không sao đâu. À, thật ra cái chuyện mà để làm thân ngay trong sáng rất đơn giản thôi. Bởi vì trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua cái thời mà cấp sách đến trường. Có những cái lưu bút ngày xanh, đó dưới cái phượng hồng đỏ thắm. Đúng không mọi người? Không. Không biết.
Tại sao mà không đúng được? Tuy mọi người là vũ nữ. Cái đấy phản ứng đó là đồng ý thầy, biết thầy. Thì tuy mọi người là vũ nữ lại đồng ý. Và tiếp theo, nó đi tìm đạo cụ nó diễn. Wow, con bé rất là có năng khiếu. Nó tìm đạo cụ nó hỗ trợ đó thầy. Tiếp đi thầy. Vậy sau đó nó làm gì nữa? Tuy mọi người là vũ nữ. Lo thầy. Ôi, quá sao mày làm gì quá xá vậy con mày kia. Thì tôi không có thích ai kêu tôi bằng vũ nữ. Ủa mày mắc cười quá, mày làm vũ nữ thì người ta kêu mày là vũ nữ chứ mày thích gọi là vũ gì? Bây giờ kêu tôi vũ mùng vũ chiếu cũng được, đừng kêu tôi là vũ nữ. Cuộc đời mày biết vũ mùng vũ chiếu hả con? Quá xin lỗi không? Lỗi gì, lỗi phải gì mà xin? Mày thì... thầy ơi, thầy dạy tiếp thầy. Không có dạy gì á, đi về. Mày nghe chưa? Một tiếng đồng hồ 5,000 có thôi nghe chưa? Ta không biết mày làm sao mày làm, ông phải ở lại đây, ông dạy cho mày cho bằng được. Má. Nha. Còn nếu không hả, mày trả tiền tao đây, tiền mà ba mày cấn nợ vô đây đó. Ha, đừng muốn làm cái gì làm con, nghe chưa? Bực bội à. Trời ơi. Quánh có một xíu máu đổ dữ vậy. Nguyên chai vô đầu người ta đó chút xíu. Chai tôi bể mà. Nhưng mà đầu tôi bể rồi. Thì thôi, xin lỗi đi. Lỗi phải gì? Anh dạy đi. Không có dạy nữa, đi về, mệt rồi. Tôi biết mình hơi quá đáng rồi, bây giờ anh cứ dạy đi. Tôi nói tôi không dạy nữa. Nhưng mà nếu mà anh không dạy á, anh thấy không, má làm khó tôi nữa. Cái đó chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Nè. Cái này chuyện của tôi. Ủa? Này là hết giận rồi hả? Vô học đi. Ồ, học liền luôn hả? Học liền đi, mấy môn này học lẹ. Trời ơi. Trời ơi. Ôi, còn cái đầu giờ máu không vậy giờ. Ôi, sao? Nhầm nhò gì, ba chuyện nhỏ. Vô học đi. Học gì? Bây giờ chúng ta sẽ học tiết đầu tiên. Cô cần phải là hả dịu dàng nít na. Làm theo tôi nè. Gì? Cô mặt xuống. Khi tôi nâng cầm cô lên, mắt cô chớp chớp chớp. Chớp đèn pha chớp dữ vậy. Chết không nhắm mắt hả? Làm cái gì làm lại? Dạ chào anh. Đâu? À! Cần ánh mắt này nè. Là sao? Đúng rồi. Là... Cô diễn được rồi đó, thần thái đúng rồi đó. Ủa là tôi diễn được á hả? Được, được rồi. Anh khen á hả? Khen đó. Bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo là về phương diện hình thể. Trời ơi, cái này trời ơi, thích học rồi nha. Bây giờ hình thể là sao? Bây giờ cô hãy tưởng tượng tôi là mối tình đầu của cô. Cô ôm tôi đi. Mối tình đầu? Ôm tôi như mối tình đầu của cô vậy đó. Rồi, hiểu rồi. Cô đi đâu vậy? Lấy chớn á, lấy mắt chớn á. Tại vì tình đầu này nó ấn tượng lắm, sâu sắc lắm. Ok, sẵn sàng rồi. Sẵn sàng. Anh ơi, có sao không? Lên đi anh. Từ từ, cô. Anh, sao, ổn không? Sang chấn tâm lý. Thôi, xin lỗi nha, lăn hơi lố hả? Có sao không? Bài này mới phát sinh ra hả? Có sao không vậy? Không sao đâu, cô không anh sao ổn được hả? Quan trọng cô không sao thôi, không rồi, sao okay, đâu. Ok, ok. Nói nghe nè, sao cái mối tình đầu của cô đau đớn như vậy? Đâu có đau đớn gì đâu. Tại diễn lại với anh mới đau vậy á. Chứ tình đầu của tôi là dễ thương lắm. Lúc đó là tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi. Tôi với cái bạn đó là chơi thân dữ lắm. Sao là mỗi lần gặp nhau là chạy lại ôm nhau. Cái dắt cục đá té lăn trên cỏ vậy đó. Lăn lăn trên cỏ? Chắc cô yêu nhiều lắm hả? Đâu có yêu ai đâu. Chẳng lẽ trải qua biết bao nhiêu người đàn ông cô không yêu ai hết? Không. Con người ta mà phải yêu một ai chứ, làm sao không yêu được? Đã nói không rồi mà. Nhưng mà chẳng lẽ trong cuộc đời cô không yêu một ai? Anh làm gì anh căng? Tôi nói không yêu ai là không yêu ai, đừng có hỏi nhiều nữa. Thôi, cho tôi xin lỗi đi. Thôi, bây giờ qua bài tiếp theo đi. Bây giờ chúng ta phải lấy lòng đàn ông. Mà cách lấy lòng đàn ông tốt nhất và nhanh nhất chính là nước mắt phụ nữ. Cô biết khóc không? Tôi nghĩ chuyện gì dễ lắm, kỹ thuật là dùng chai thuốc nhỏ mắt gì nè, thấy không? Cứ nhỏ hết chai luôn, cái nước mắt đầm đìa. Cô không muốn khóc giả gì được, cô muốn khóc á, mà muốn lấy lòng người ta được, cô phải khóc từ bên trong. Cô phải nhớ lại đi, cô coi cô từng trải qua những chuyện gì đau khổ trong cuộc đời mình chưa? Mình khóc thật đi cô. Có. À, thì tôi ví dụ nha, giống như ngày xưa gia đình của cô, ba mẹ sống chung mà không hạnh phúc. À, ba mẹ cô bỏ rơi cô. Anh nói gì vậy? À còn không vậy nè, giống như là cô lớn lên đi làm cái má mì đối xử tệ bạc với cô. Nói nhiều quá. Hay một người đàn ông nào đó là chà đạp cô, coi thường cô, khi dễ cô, xem thường, đối như là lăng mạ cô. Không có. Anh tiện cái gì vậy? Tới đây dạy thì dạy đi. Anh nói gì lung tung vậy? Tôi nói cho anh biết nha, tôi là người có cha có mẹ đàng hoàng. Cha của mẹ tôi rất là hạnh phúc. Tôi cũng không bao giờ mà bị bán vô đây hay là bị gán nợ gì ai hết á. Má mì ở đây, những người ở đây rất là thương tôi. Họ không bao giờ mà ép tôi tiếp khách hay làm bất cứ cái gì hết á. Nói chung là những cái người đàn ông á,
họ tới đây là họ không bao giờ họ khinh thường tôi. Họ... Đừng nói nữa, có anh đây rồi. Đừng có mà tỏ vẻ thương hại vậy. Đói bụng không? Ăn bánh mì nha. Mù tạt. Tại sao anh biết cái nickname này? Cái này là chỉ có một người biết thôi. Thì tại sao anh biết? Không lẽ... Đúng vậy. Không lẽ anh là... Thì wasabi diễn cả tiếng Việt là mù tạt đó. Trời ơi, trời tức á. Trời tức quá. Ai mượn dịch ra làm chi? Tôi nói anh biết nha, từ đây sắp tới đừng có dịch ra cũng đừng kêu tên mù tạt trước mặt tôi nữa. Mù tạt, anh ớt chuông nè. Nè, anh là ai? Nãy giờ anh vô đây anh nói tùm lum tùm la, anh bày chuyện, anh vẽ chuyện, anh chọc tức tôi. Rồi anh còn nói tên gì mù tạt, ớt chuông là sao? Ai cho anh cái tên này? Tại sao anh biết? Ớt chuông là thằng nhỏ ngồi dưới gốc cây lúc trời mưa. Ba mẹ nó gây lộn, nó sợ hãi, nó bỏ chạy ra công viên, nép dưới gốc cây. Rồi có một con nhỏ chơi thân với nó, đưa nó cây dù, rồi đưa nó bánh mì, nó xin ăn một miếng mà dứt hết nguyên ổ. Đôi quá mà. Anh nè. Trời ơi, đúng thì là anh rồi. Anh vậy thì thành công quá, không có nhận ra. Hồi nhỏ xấu lắm mà. Em cũng vậy. Hả? Em cũng vậy thì rất thành công mà. Vậy thì không, không có. Cái này là em sửa. Sửa gì? Sửa xíu thôi. Cái này là sửa đây xíu, đây xíu, đây xíu, đây xíu thôi. Có xíu à. Là sửa hết cái mặt luôn hả? Không sao, không sao. Chỉ cần cái nết em không sửa là được. Anh nói nha, anh quá đáng lắm. Chơi thân với anh lâu như vậy á, mà tự nhiên 15 năm trước anh bỏ đi, anh không nói một tiếng là sao? Tại vì 15 năm trước, sau cái ngày hôm đó, anh cùng với mẹ anh định cư ở nước ngoài, không kịp nói cho em biết. Vậy tự nhiên bữa nay về đây làm chi? Anh tìm em, anh tìm em để đưa em đi. Đi đâu? Đi những nơi chúng ta cần đi. Đi đâu trời? Đi đi. Thôi. Tại sao vậy? Gặp nhau đây là vui rồi, bây giờ anh đi về đi, tôi còn phải đi nữa. Em đi đâu? Thì đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi hả? Ờ, anh sẽ nuôi em. Anh nuôi anh trước đi. Nè, hồi nãy anh nói nuôi tôi, có thiệt không vậy? Thiệt. Anh không được gạt tôi đấy nha. Đã nói thiệt rồi mà, chỉ chờ em thôi đó. Ớt chuông. Mù tạt. Ớt chuông. Nè, bây giờ anh hứa với em là anh không bao giờ được bỏ đi nữa nha. Anh hứa, dù có đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Anh nói thiệt không? Thiệt. Trời ơi, Ớt chuông ơi, em hạnh phúc quá à. Sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Má ơi! Má! Má thả con ra đi má! Má! Thả con ra! Thả con ra! Cái thiết diễn này thật là tinh tế, nhưng mà má cũng đã xem rồi. Dạ. Mày muốn ra khỏi đây, trả liền cho tao 2.050.000 đồng chẳng. Gì? Trả! 2 tỷ là nghe quen nè. Đúng. Còn 50.000 là sao? Trời đất ơi, bố hỏi mày ship đồ mày không có tiền đó, má mua ra má trả cho mày đó con. Trời đất ơi! Con làm với má lâu như vậy mà má tính toán như vậy với con luôn hả má? Trời, má quá đáng lắm nha má. Cái gì hả? Tao nói cho mày nghe nè, má con thì má con, nhưng mà cái nợ nần phải ra nợ nần đúng không? Có nợ phải trả nợ là quân tử mà. Trả đây. Phải trả hết cho má tao mới đi được. Trả. Tiền đâu trả? Sao mày nói trả? Thì cho trả góp đi. Không cần trả góp đâu, trả tiền mặt luôn đi. Ai trả? Anh trả. Gì? Tao cọc nha. Tao bỏ bánh mì này cho wasabi. Tiền má đâu? Ủa? Trả. Trả. Đó, các anh thấy sự phức tạp của giới showbiz chưa? Thấy rồi. Thấy rất rõ thưa Ngọc Hoàng. Nhưng chưa hết đâu, còn một vấn nạn mà làm ta đau đầu suốt thời gian qua. Vấn nạn gì thưa Ngọc Hoàng? Đó chính là vấn nạn mạng xã hội. Wow. Vậy các khanh ở đây có biết mạng xã hội là gì không? Dạ biết chứ. Là gì? Là Facebook, ai cũng có mà. Đúng hả? Rồi. Khanh cũng chơi Facebook à? Có chứ. Facebook của khanh là gì? Nam tào lao. Nam tào lao.
Cô bắt đầu. Người dùng Facebook, người dùng Facebook. Nick bị khóa mấy nay rồi. Trời ơi, bớt chửi trên mạng lại đi. Còn của Thiên Lôi là gì? Dạ Facebook sai đâu đánh đó. Sai đâu đánh đó. Là cái tên là hướng nghiệp luôn đó hả? Hướng nghiệp luôn. À. Ừ. Còn của Hằng nghe. Dạ cây đa. Không. Cây đa là cái chỗ mà check in thôi. À. Chú Cụi ngồi gốc cây đa. Tên kỳ vậy? Tên thiệt đi, đừng có giấu nữa. Thủy thủ mặt trăng bá Trung Thu xỉ và lẻ. Thủy thủ mặt trăng bá Trung Thu xỉ và lẻ. Thấy chưa? Ôi, giấu. Trời ơi. Bà bán hàng. Thì đó, cái đít của bà tới cái mùa Trung Thu Thiên Đình không ai mà né bà được hết trơn. Ship tận nhà. Mọi người, ai cũng có Facebook hết rồi. Mọi người biết Facebook của con không? Không ai. Mẹ. Mày không phải con đâu. Đó là tên Facebook của em. Trời ơi. Trời đất ơi. Tên Facebook của nó là mày, mày không phải con tao. Hãy tính ra là tất cả các Khanh đều có Facebook riêng à? Dạ, dạ. Vậy chúng ta có bạn chung với nhau rồi. Đúng dạ. Vậy tại sao mỗi lần ta đăng hình không like? Là... ngày nào cũng like, ngày nào cũng đã tim hết. Vậy vậy. Đúng rồi. Thôi thôi bỏ đi, con thỏ này nó auto like đó. Nó mua 5.000 một tháng đó trời. Mua like hả? Mua like. Ủa? Like cũng vậy. Mà Ngọc Hoàng Facebook là cái gì không nói sao ta biết? Facebook của ta là trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tao Facebook gì cảm thán vậy? Đó chính vì vấn nạn Facebook đó, tao rất là lo lắng đây nè. Sao vậy Ngọc Hoàng? Bởi vì một trong số nạn nhân trên Facebook, trong đó có ta nữa. À, có nghĩa là Facebook nó có lợi và nó cũng có hại. Phải. Mà có hại là cũng có Ngọc Hoàng trong đó luôn. Có luôn. Vậy là Ngọc Hoàng mua đồ online mà bị nhầm đồ dởm hả? Ủa sao người biết? Có bà chị em giống vậy. Chị người là ai? Kiều Anh. Bữa mua nhầm đồ dởm mà che mặt người kìa. Mà bây giờ ta không biết cái người đó là ai đi nè. Ta muốn tìm ra thủ phạm đi nè. Coi cái nick của cái đứa bán rồi còn không? À, coi nick đúng không? Cái nick của nó đây, đó. Đây, người coi giùm ta coi. Được coi. Bé ngốc lóc chóc ngồi gốc cây đa. Ê, 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 nick của mẹ con nè. Không, cái này mẹ sống đàng hoàng, sống tử tế, sống thật đi. Cái nick này nick phụ, bả tối bả hay chat cho. Trời đất ơi. Các người thôi đi, tôi có nỗi khổ riêng mà. Nỗi khổ gì? Tôi còn phải nuôi người ta mà. Mẹ không hề, chưa bao giờ mẹ nuôi con luôn á. Bà cũng chưa bao giờ bà nuôi tôi. Không liên quan gì tôi nuôi anh. Đẩu không bao giờ đẩu nuôi tôi hết trơn. Điên hả? Ủa xin lỗi cho hai ly cà phê nói chuyện riêng. Ý của em á là tại vì em còn phải nuôi chú Cụi nữa nên em mới mở rộng thị trường em buôn bán, nhưng mà cái số hàng giả đâu phải mình em sản xuất đâu. Chà, em là đại lý nhỏ lẻ thôi, rồi tổng đại lý nó dưới Trần Giang kìa. Hằng Nga ơi là Hằng Nga, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, người nhà trời không được buôn bán giao dịch bất kỳ cái gì người dưới Trần Giang kia mà. Hằng Nga không nhớ hay sao? Trời ơi, trời ơi ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Hay quá vậy. Bây giờ tao sẽ cho truyền cái người đó lên đây. Đó là chính là táo mạng xã hội lên đây để tao đối chất. Đúng rồi. Cho rồi. Táo mạng xã hội lên đây. Lên 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 Hư cái cổng chào là ta làm mày thành cái tượng đài mấy chục tỷ nha con nha. Tại sao hư cổng chào lại chửi tụi tôi? Nó chưa bể được hư nha. Cổng chào là phải chửi người làm ăn bớt ăn xén chứ. Xén cái gì? Tụi tôi làm tao biết là tao gì chứ mà chửi về vấn đề xây dựng như vậy. Không có biết mà làm bể rồi làm sao. Nói mà, ít tôi, thôi. Tao mượn được. Vô à. Tao nói vô à. Ra lại cho duyên dáng nào. Vô. Ông ta đến rồi. Ông ta đâu có đến rồi. Ông ta đến rồi. Tự nhiên ta nhớ năm qua. Thần là táo mạng xã hội. Hôm nay thần tới đây, thần muốn chúc Ngọc Hoàng là nhóm hai kỳ tài. Nếu thích thì like, tiện tay chia sẻ, cả năm vui vẻ. Thần xin chúc Ngọc Hoàng sống trường tồn, sống mãi mãi, sống kiên trì, và quan trọng là sống chậm lại ạ. Hay quá. Ê ông mang cái gì vậy? Đó lên đây là phải đúng, phải cưới hai con cá chép lên. Trời đất ơi, con cá gì đâu. Không biết thiên đình nhà mình đã dùng bữa chưa? Chưa. Thế lấy hai con này nấu. Thôi dẹp đi. Đạp cái chân đó còn kêu ta ăn hả? Dạ các thần ơi, con có ý kiến. Kiến gì vậy? Dạ, mấy gì ở đây là con biết hết rồi.
Còn cái chị này là ai vậy? Con thấy mấy vị kia là có cái nón đội mà vị này không đội nón. Giống ni sư trong chùa rồi. Dạ, đó. Mới đi chùa về hả vị? Dạ. Nói một câu hài hước coi. Sao bận đồ xấu vậy? Thần tiên nào. Nói gì luôn á. Dạ thưa Ngọc Hoàng là coi mấy người lát làm trò trống gì mà nói dữ vậy. Lần sau nói nhanh lên nha. Chờ người ta nói mới nói à. Dạ thưa Ngọc Hoàng, hôm nay thần tới đây là táo mạng xã hội. Mà mạng xã hội là gì? Mạng xã hội chính là Facebook. Cả nhà rời mình có biết sự tích Facebook chưa? Chưa. Và sau đây sẽ là sự tích Facebook. Nói đi, kể đi. Nói đi. Nói đi. Ngày xưa ở dưới trần gian có một lớp học. Lớp học có một học sinh, hai học sinh nhưng gương mặt phụ huynh. Trong lớp học nọ có một cô giáo. Cô giáo nhưng cái mặt của thầy giáo. Có một học sinh đi trễ. Tại sao đi trễ? Tại vì bạn ấy là phải làm việc thâu đêm suốt sáng để kiếm tiền đi học. Cho nên bạn ấy buồn ngủ quá. Bạn ấy gục mặt vào cuốn sách. Mà mặt là gì? Mặt là face. Sách là book. Kể từ đó Facebook ra đời. Ê, biết sự tích Facebook. Vậy biết sự tích của Messenger không? Hay quá. Cái Messenger là vậy đã làm rồi. Khi sự tích Facebook ra đời, người ta không biết phải nhắn tin trò chuyện với nhau như thế nào. Người ta mới quyết định phát hiện ra Messenger. Thế là có biết gì đó để nhắn tin trò chuyện với nhau. Đề nghị đi vì các triều thần này á, không phải mua chức đâu, đừng có như cái chợ người ta đánh giá mình. Mình phải sống chậm lại, đừng có sồn sồn lên như vậy. Vâng, sau đây sẽ là giới thiệu chi tiết về Facebook. Rồi. Facebook là một mạng xã hội. Mở đó, tất cả con người chúng ta không hề quen biết nhau. Nhưng nhờ có Facebook mà họ có thể kết bạn với nhau. Họ có thể theo dõi nhau. Họ có thể thả tim cho nhau. Và họ có thể tự sướng. Và họ có thể tự sướng cho nhau. Và nếu mà không sướng thì họ hủy kết bạn với nhau. Ê, không có bạn bè gì hết. Kết bạn gì đâu, họ không nói chuyện nhau vậy. Bạn kết bạn đi, không quan tâm với nhau gì hết. Dạ, đấy là sơ lược về Facebook ạ. Khi mà mọi người chơi Facebook ấy, chúng ta sẽ có rất được nhiều cái lợi. Chúng ta chỉ cần lướt Facebook, chúng ta biết được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là thông tin thời tiết. Muôn tô Ngọc Hoàng, giả số là năm Dậu vừa qua, thiên tai lũ lụt xảy ra quá trời. Những cơn bão cứ xảy ra mà làm cho cô bác khó khăn cầm được Ngọc Hoàng. Vô thiên lôi không đó, ông à. Rồi xong luôn. Không lôi đó, lánh lôi. Tự nhiên ủa tao mà chửi tao ăn xương vậy. Đây đây. Bữa ngày. Từ nãy tới giờ đứng không thoại, không phải là không có thoại mà nãy giờ nhịn nha. Ít rồi. Bây giờ cái gì? Tôi nói ông không ngày năm nay lũ lụt 16 cơn bão xảy ra là do ông không? Sao do tôi? Đó thì ông quản lý về mưa gió bão lụt mà. Ông ăn ngủ đi chơi không bỏ cái lũ lụt tràn lan dân tình khốn khổ năm nay tất yếu là do ông. Không phải do tôi. Lý do sao mà ông? Xin lỗi ông à, trên này tôi quản lý tôi canh hết đầy đủ rồi, không có cái chuyện đó. Ông làm như vậy là ông sai rồi. Cơn bão 16 vừa mới xảy ra nhà tôi di dời luôn nè. Sai, bão 16 là không phải là do tôi. Do ai? Cái đó là do phường 16. Dạ, và còn tin giao thông nữa ạ. Go! Mỗi khi Sài Gòn mưa to, đường phố như dòng sông mà nước tràn khắp nơi. Mỗi khi đến luôn đi, đến đi, lỡ tìm hồi đi luôn. Đi xe mà tưởng đi sẽ hư người dắt trên đường. Bởi do vì trời mưa to, cống thì không thông đến đường thành con sông. Ngọc Hoàng có biết là tại sao không? Sao? Đó là tại vì là người dân sinh sống ở nơi đây mang rác nó dục ra đường. Nhiều năm xây lắm mái không xong à, na 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 lô cốt nó mọc đầy đường mà cứ thi công hoài.
làm cho dân khó khăn. Đường thành xong hết rồi, dạ đó là giao thông ạ. Dạ, và bây giờ tôi thông tin về bắt cóc trẻ em. Làm thân con nít ăn nhiều lại ham chơi, người nào cho ăn là bé đi theo chơi dài dài. Xã hội hiện nay thạch xanh thì ít chữ, lý thông xuất hiện rất nhiều. Thầy mẹ thương em thì đừng rời xa em, đừng làm mà quên em vì có khi ân hận cả đời. Âu dâm cuồng dâm thần kinh biên hải, mẹ biên bắt cóc luôn ở xung quanh rình em. Con sợ quá mẹ ơi, con sợ, con sợ xã hội dữ hơn, con sợ quá. Dạ, đó là vài thông tin khi chúng ta chơi Facebook. Còn tới bây giờ, tới phần này mới vui nè mọi người. Sao vui vậy? Vui vậy? Vui. Facebook mạng xã hội có một ứng dụng rất là hot. Ứng dụng gì vậy? Đó chính là ứng dụng livestream. Để cho phần livestream này thêm vui thì xin mời tất cả mọi người cùng báo cáo với chúng em ạ. Ủa là làm gì? Bây giờ xin mời tất cả mọi người diễn một cảnh đang cháy nhà đi ạ. Cháy nhà rồi. Cháy nhà cũng phải trật tự để ta lại chim chứ. Lao chồng sao ta lại chim? Lại cái thửa nhà rồi, có người chết còn xỉu. Chết rồi. Dạ, lai chim đó hết, tất cả mọi người chết hết ạ. Dạ, rồi sao? Vâng, Hằng Nga, mời Hằng Nga bước lên đây ạ. Hả? Rồi. Rồi xong. Lai chim nó còn một cái lợi rất là lớn, đó chính là bán hàng qua mạng. Nghe nói Hằng La, Hằng Nga bán thuốc giảm cân đúng không? Bây giờ Hằng Nga hãy bán thuốc giảm cân đi. Tao không có bán, tao live stream quảng cáo thôi. Cái đó ghê đó, tao giấu mà lôi ra chi. Dạ, nếu mà Hằng Nga giấu thì thôi ạ. À, bây giờ thì thần sẽ live stream một cảnh tang thương, đau khóc, một cảnh vui vẻ, hài hước. Đó chính là một cảnh tai nạn giao thông ạ. À, là tao phải nằm vật ra chết hả? Giờ có người đụng tao, tao chết phải không? Đúng rồi Hằng Nga. Đúng. Trời ơi, có tai nạn giao thông mọi người ơi, có người té kìa mọi người ơi. Máu trời ơi, trời ơi, ai cứu không? Máu chảy quá trời, cứu không? Thả cho bà một cú đi, cứu đi. Thấy chưa, thấy chưa? Tới đây cứu đi mọi người ơi. Chia sẻ với mọi người, cứu đi. Gọi xe cấp cứu giùm đi. Chết luôn rồi kìa. Thôi chết rồi, về 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 về. Ủa gì? Thôi được rồi, nãy giờ tao thấy các Khanh trình bày như vậy tao cũng đã hiểu. Có nghĩa mạng xã hội có cái xấu nhưng cũng có cái tốt của nó. Nhưng nó xấu hay không là do bản thân mình thôi, đúng không Khanh? Đúng ạ. Thôi, ta mong rằng kể từ nay về sau, mạng xã hội sẽ tràn ngập những điều tốt, những điều hay lẽ phải. Những cái xấu sẽ lùi xa chúng ta, được chưa các anh? Đúng dạ, rồi. Đúng. Cảm ơn các táo rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Ngọc Hoàng à. Ủa, bây giờ chị ngồi chị trả lời dần lớn với em hả? Bây giờ chị chỉ đường cho em đi nè. Đi thẳng 2 bước chân, quẹo trái đi 3 bước chân, nhưng bạn hãy nhớ nhớ né cái hố ra nhé. Lêu lêu lêu. Ôi con bảo bị tập 7 rồi, ăn nó đi mọi người ơi. Tôi quýnh một cái chết nào thiên lời. Đi đi đi, lẹ, tranh thủ thời gian đi. Hiểu không mà? Ô a da. Cái gì vậy? Thôi đạp chúng cái niềng răng nè. Đã ổn. Ê, ông Thiên Lôi, ông Thiên Lôi. Cái gì? Hình như mình tới đúng đường rồi đó, mình tới đúng cái làng này rồi đó. Đúng không? Đúng đúng. Hỏi kỹ lại coi. Chị bảy chị nói lại rồi mà chị bảy. Có Kiều Oanh với anh Vũ ở đây mà còn hỏi queo com tu làng cười xuyên Việt 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 Việt. Ủa? Có lộn làng không? Làng cười xuyên Việt một chữ Việt thôi chứ mới nhiều chữ Việt vậy? Đúng rồi. Hả? Tôi eco đó Thiên Lôi ơi 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 ơi. Trời lắm coi eco nữa. Bả đúng không? Ừ. Eco là tôi nói đó thì sao? Hả 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 hả. Bả. Ê ê. Trời ơi. Thỏ Ngọc ơi, Thỏ Ngọc. Mượn cái máy tao đâu rồi? Cái máy tao đâu? Dạ nè. Hả? Ông Thiên Lôn đập á. Tại sao đập cái máy của tôi? Không phải, tại vì ghét bà đã nói là xuống đây phải đổi tên, tự nhiên mới kêu Thiên Lôi kìa. Ghét bà hả? Ừ. Tôi cũng ghét bà này lắm nha. Trời ơi, tôi bực bội bà chỉ đường tầm bậy không. Sao vậy? Tôi nói hôm qua tôi hỏi bà, chị ơi chị, bây giờ mình đi lối nào? Bà trả lời sao? Lối đi ấy em chưa hề định được. Nhưng em phải ra đi vì lòng tự trọng. Trời đất ơi. Dẫu biết em là một cô gái giang hồ. Hay quá. Trời.
Ừ, cái máy đâu rồi kìa. Ôi, xin lỗi mà. Ẩu tả riết rồi quen thôi. Mà ê, nhắc tới chữ ẩu mới nhớ bắt đầu rồi. À, quên bắt đầu đâu rồi. Tôi nè. Sao đâu đứng ngoài đó vậy? Tôi sợ thành kiến nữ sanh ngoại tộc. Tôi sợ thiên đình bé mặt gì tôi. Thôi đi mà mạnh quá. Mình xuống đây chơi. Mình ở trên thiên đình mình xuống đây chơi, hiểu không? Ngọc Hoàng ơi, con mời Ngọc Hoàng vô. Vô Ngọc Hoàng vô. Bao lâu mới xuống trần gian? Bao lâu mới xuống trần gian một mình? Như nguyên đám mà kêu một mình. Lâu mới xuống trần gian. Lâu mới xuống trần gian nhiều mình. Ông anh ơi, gớt đồ kia. Cảm ơn bà chị nha. Bà chị. Các Khanh à, các Khanh đừng giỡn nữa. Các Khanh giỡn để làm gì vậy? Cho nó vui. Có vui không? Không. Không thôi đừng giỡn nữa, chúng ta vô vấn đề chính đi. Ngọc Hoàng nó buồn là buồn Ngọc Hoàng lắm đó. Sao buồn ta? Đi, người ta nói lâu lâu mới xuống trần gian. Mình đi, mình mua cái vé máy bay đàng hoàng đi. Đi mua cái vé máy bay giá rẻ, nó delay quá trời luôn. Tự cho nó bay thẳng xuống đây có 30 phút mà. Mà mua cái vé gì nó bắt chờ 30 ngày nó mới cho bay đó. Trời ơi. Không có, ý ta là ta tính tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng đó. Nếu không thì nói chung là bây giờ mọi người xuống đây đầy đủ là được rồi. Đó là bây giờ có Nam Tàu, có Bắt Đẩu, có Thiên Lôi, có Thọ Ngọc và có... Ủa, Hằng Nga đâu? Hả? Chị Nga. Chị Nga. Mẹ ơi. Bao năm về lại nơi đây. Ủa mẹ. Bao năm về lại nơi đây một lần. Gì kỳ vậy? Bao năm mới xuống trần gian. Bao năm mới xuống trần gian một lần. Bà chị ơi. Dạ. Gớt miếng kìa. Ủa, tôi đọc thơ tả cảnh mà ông làm gì vậy? Ủa vậy hả? Ông anh rớt nghiệp kìa. Làm gì vậy? Giấu nghiệp luôn. Thằng Nga, tại sao dạ. Giờ này nạn mới tới? Dạ, em bị bắt. Tại sao bị bắt? Thì em đáp với mọi người mà em vướng cục điện đứng đó nửa tiếng quát quá chừng quát tưởng ngáo đá hốt luôn. Thôi bây giờ chúng ta vô vấn đề chính được chưa? Được rồi. Chúng ta đó đã xuống tới trần gian rồi, chúng ta phải giấu thân phận của mình đi. Giống như ta là Ngọc Hoàng thì các ngươi phải gọi ta là gì? Anh Hoàng. Phải đổi tên khác, đổi anh khác giùm đi. Anh Thành. Ta không thích anh Thành, anh khác. Anh Vũ. Ta chịu. Dám nó không thích đâu, dám nó không thích đâu. Không thích ra làm bài thơ chửi liền. Ê, bây giờ ta là anh Vũ vậy, Hằng Nga là gì? Kiều Quang. Còn Thiên Lôi. Nam Tư. Lấy đậm mà chị ơi. Bắt Đầu. Không Thanh. Anh Rồi. Ai? Buka. Vậy đây là cái gì? Vậy còn Nam Tào. Tôi hả? Không thế. Ông là Diệp Tiên nói. Đâu có ngồi đâu. Ôi mọi người, ai cũng có tên hết rồi. Vậy mọi người đừng gọi con Thỏ Ngọc nha. Con tên gì? Thỏ Ngọc. Thỏ mày đặt đổi tên. Thỏ mày ruột bỏ. Thôi đi vô, chúng ta hãy vô cái này chính được chưa? Bây giờ mời cái người nào đứng đầu ở đây nào ra đây để chúng ta làm từ thiện. Đúng rồi. Vậy con mời người đó ra cho. Mời người nào có chức quyền vô đây đi. Hey man, hello everyone. Dạ bẩm. Ai vậy? Táo bạo hành xã hội xin ra mắt Ngọc Hoàng. Chúc Ngọc Hoàng vạn an. Xí, sao dắt hơi đâu trên đây vậy? À, ủa? Sao dắt hơi màu đỏ kìa? Dạ, ở Ngọc Hoàng đâu rồi? Đây nè. Ây dạ, chào Ngọc Hoàng. Đây nè, cái ngày mà con mà xin mua vé máy bay lên đây nè, ra ngoài chỗ mà xin visa đó, không có cho mặc đồ bình thường của táo mọi năm nữa. Nó bắt đó đóng mọc visa, nó đóng mọc này nè. Cho ta biết mình là táo. Đóng cái táo lên hả? Ủa mà sao hôm nay cả thiên đình mình là cải trang hết vậy? Xuống đây chơi mà. Xuống đây di hành mà. Xuống đây di hành. Di hành ở đây luôn, báo cáo đây luôn. Đúng rồi. Được. Hôm nay con cũng đã mang theo rất là nhiều những tình huống con không thể xử quyết được. Con mang ra những tình huống của trần gian rất bi ai, rất là ai oán. Thôi mà muốn nghe cười chứ không muốn nghe bi ai. Không cười phải không? Để gọi từ nhỏ đã làm trò nghe. Rồi, kêu nè, anh. Tụi bay, mời xuất hiện. Dễ à. Đây, ôi, ôi, ôi. Đang nhậu quán bà bảy nhìn kia. Tao kia vô đây. Nhậu tiếp đi. Xí, mấy ông bị gì? Xịt hả? Cái gì nè? Ủa bây giờ diễn cái đâu cũng xịt hát tuồng đâu đông vui vậy? Tới đây hả? Đi hát tuồng hả? Đông vui vậy? Đi diễn hề hả? Trước tiên bây giờ tụi tôi làm từ thiện. Cho nên tôi đọc tên ai là vô lãnh quà từ thiện. Từ thiện chưa? Khách hàng vô, đọc tên ai vô nhận quà từ thiện nha.
Trần Văn Nam. Cái gì? Trần Văn Nam. Văn Nam đó là anh sĩ nè. Rồi. Đứng hàng bên Trần Văn Long. Vô luôn. Ờ Trần Văn Hòa. Đứng hàng bên. Sao kỳ vậy? Trần Văn Nhân. Vô luôn. Là tôi. Rồi vô. Trần Văn Tân. Ủa sao nguyên cái dòng họ không vậy? Tại sao nguyên cái dòng họ này vô lãnh hết vậy? Đúng rồi. Đây làm như người nhà vậy. Sao không cho bà con khác vô lãnh mà mấy ông vô lãnh không vậy? Đâu phải có lý do đàng hoàng chứ. Bà con chia xa quá. Ở đây người ta đại diện từng người ta phát lại. Đúng rồi đó. Được không? Được không? Mà cái không xỉn sai sao vô lãnh quà? Mắc mớ gì? Mắc mớ gì kêu lãnh quà thôi chứ mắc mớ không được xỉn. Từ thiện là nghèo khổ, bị bão lụt, bị này bị kia. Làm sao mà xỉn dữ? Đang nhậu nhiều người ta mới nghèo. Đang nghèo người ta mới lãnh từ thiện. Làm từ thiện là khó quá, thôi khỏi làm đi. Đúng rồi. Tự bây giờ bên trong ta thấy rồi đó nha. Ai vậy? Từ thiện là nhằm mục đích giúp đỡ. Ai vậy trời? Và không các người say xỉn thì cần cũng phải giúp đỡ. Trời ơi, cái giống nào đang nói vậy trời ơi? Kêu giống màu xanh có pha trộn màu vàng. Ta biết ai rồi? Ai rồi? Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng. Tên gì? Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng quang. Cuối cùng là ai? Thần đồng quang. Thần đồng quang là ai? Ừ, cái chỗ mình hay nhậu nè. Thần đồng quang. Thần đồng quang. Nếu mà cái này này khách đi nhậu với em đi. Trời ơi, hôm nay em cái thiệt gian là đủ thứ hết trên đất trời em. Trời ơi. Các anh ơi, vào đây tha hồ, muốn ăn đi ăn, muốn nhậu thì nhậu nha. Hãy quên hết thế giới bên ngoài đi nha. Trời ơi, bà nói cái gì nhanh không nghe được luôn trời ơi. Trời ơi, xỉn làm gì vui vui đi nè. Bạn Trần Văn Nam và Trần Văn Long bước ra nói gì vui đi. Tao không biết nói gì vui luôn. Bây giờ sao trong cái tiệc ngày hôm nay? Bây giờ trước khi nhậu, bây giờ làm ơn làm phước xác định cho tôi là người nào trả tiền. Hai đứa bay đứa nào trả tiền? Mày trả tiền. Mày nghĩ sao tao trả tiền? Tại sao tao phải trả tiền? Đương nhiên là mày phải trả tiền. Tại sao? Bởi vì mày lớn, mày già, đầu hết tao. Hai bạn có thể giới thiệu tên, tuổi, chỗ ở với nhau biết không? Tôi là Lê Nam. Gì hả? Trần Văn Nam, lộn. Tôi là Trần Văn Long. Thằng Long đó hả? Thằng Nam đó hả? Mày phải trả tiền. Ấy, sao tôi phải trả tiền cho mày? Bởi vì mày nhỏ, mày phải trả tiền. Thôi, nói chung là tiền bạc ở đây không có quan trọng đâu. Nhưng mà tôi muốn biết, tại vì thường thường phải có số phận, phải có cái gì đó buồn, người ta cũng nhậu vui, người ta cũng nhậu xã hội. Bây giờ tự nhiên mở ra là nhậu. Tất cả các quán bình dân, các quán rẻ tiền hay là mắc tiền đều có người nhậu. Tôi không biết họ làm cái giống gì mà đều chiều chiều có tiền đi nhậu. Cho nên tôi muốn biết nguyên nhân hai người đến đây nhậu là nguyên nhân gì. Người nào kể buồn nhất tôi sẽ khỏi trả tiền. Nhắc tôi buồn, tôi mới buồn chứ không tao quên luôn rồi. Hoàn cảnh của con sao? Ba. Bị cái gì? Ba tôi. Bị sao? Ngày trước á, má tôi mất năm tôi còn 3 tuổi. Ừ. Chỉ có một mình ba tôi nuôi dạy tôi thành người. Để bây giờ ba tôi mắc bệnh rồi. Bệnh tôi sao? Của tôi mới đi nhậu, ông bị bệnh. Bệnh ông gì? Bệnh gì? Không nói được. Mày phải nói thì trên thiên đình người ta mới biết, người ta tìm cách giải quyết được chứ. Khó nói lắm. Nói đi. Bị thông biến thai bình dạ. Đang vô câu nói mày trọt vô chứ. Tại sao mày kể tình cha người ta mở bài lòng mẹ? Cha mẹ là một mà. Tao nói cho nghe nha, tao đã biết được cái rồ phai của nhà ngươi rồi. Rồ phai gì? Ngươi là đánh cha đánh mẹ nha. Không có. Cha nằm trong bệnh viện không nuôi, vô tắm cho mà quýnh lên quýnh xuống, bỏ không cho ăn uống. Tao mà nói rồi. Là thương cha cái gì? Thương cha cái gì? Tôi là thương cha, thương mẹ, thương con. Tại sao ông không thương vợ không? Tôi rất thương vợ tôi. Thương cái gì hả? Vào một đêm mưa gió bão bùng. Mưa gió bão bùng nó về. Nó chửi tôi quá chửi. Rồi sao nữa? Tôi tức quá. Tôi cầm cái cây tôi quất nó. Hả? Còn ông mắc kiến, ông bước ra, ông mắc kiến, ông mắc kiến kìa. Đây. Nè, con nhỏ bồ cũ của ông đó, hôm bữa cái vụ mà bài đặt đi ha, đi làm bảo mẫu rồi đó, đánh con nít. Người ta đã lấy rõ ràng, người ta lấy cái điện thoại, người ta quay lại rồi, bằng đúng chứng rồi. Rõ ràng. Lên mở cái clip đó lên luôn mà vẫn chối là sao hả? Đúng vậy. Dạy nó không nghe. Người ta có câu là thương cho dôi, cho giọt. Ừ. Ghét cho ngọt, cho bùi.
quýnh nó cho nó nghe để nó sợ. Thương cho roi cho giọt là chỉ có roi với giọt thôi. Nhấn đầu với thùng phi làm chi? Ai nhấn? Ai nhấn thùng phi? Bả với ai? Con nhấn hả? Ừ. Đúng rồi. Con nhỏ này kêu đừng có nhấn mà cứ nhấn vô chi không biết nữa. Ông khùng á, bữa ông gọi đầu cho nhỏ đó mà. Gọi đầu cho nhỏ đó hả? Ừ, gọi đầu cho nhỏ rồi nhấn đầu. Cái đó là nó có nguyên do của nó. Sao? Là rèn luyện thể thao. Thể thao gì? Bây giờ SEA Games của mình là có Phi Sơn là vừa mới vô địch môn bơi lội. Phi Sơn Hà Bình, Nguyễn Hữu Kim Sơn. Nguyễn Hữu Kim Sơn vô địch SEA Games. Đúng, vô địch SEA Games, đúng không? Nó có thể bơi được, đúng không? Thì thằng cháu này nhấn đầu xuống nước làm thì gì? Tập cho nín thở lâu, lỡ lố tay thì nó chết luôn. Chết cái gì? Nó chúng ta mới được chưa? Đối xử cho con nít vậy đó hả? Ông Táo ra đây. Dạ. Ông Táo bước ra. Dạ có. Ở đây có trạm xá không? Dạ trạm xá. Bệnh viện có mua bảo hiểm không? Dạ có. Bảo hiểm để làm gì? Dạ bảo hiểm để mình bù đắp cho cái tiền mà mất mát khi mình bị tai nạn. Đúng rồi, bảo hiểm là bảo hiểm cho dân nghèo đúng không? Dạ đúng. Vậy sao dân nghèo vô trị không trị? Đưa bảo hiểm y tế không xài, bắt đóng tiền như dịch vụ mới chữa. Đúng vậy, người ta ẩm đứa nhỏ vô nó bị sốt cao mà dám khen đứa nhỏ mặt hồng hào quá. Đó đúng là cái điều mà đang cắn đứt trong lòng. Cũng thằng này, này nó làm cái sao? Ăn chặn tiền bảo hiểm của xã. Trời ơi, tội tài đình luôn, đi đây xử liền. Tôi ăn chặn hồi nào? Ra quỳ. Đúng mày ăn chặn riết mà cái miệng ngoài nó như vậy luôn đó nè. Ừ. Mày thấy chưa? Mày trước. Sao mày? Ai cũng phải có nỗi khổ riêng chứ. Ờ gọi sao? Bảo hiểm hết hạn sao xài? Trả lời cái gì vậy? Bây giờ còn hạn hết hạn không quan trọng, mà cái đứa bé là cần đi cấp cứu, mình phải cứu nó trước chứ. Tính mạng quan trọng mà. Đúng vậy. Tôi cứu nó rồi ai cứu tôi? Thấy chưa? Đó chưa? Bác sĩ mà vì bản thân mình không chữa bệnh cho người ta. Bởi vì cái ca này nặng vậy tôi mới đưa lên đây cho Ngọc Hoàng xử. Rồi còn vụ này nữa, vô khám bệnh bữa đó nhức đầu quá vậy bộ. Bác sĩ ơi, con bệnh quá. Hỏi bị gì? Nhức đầu quá, ghi vô bệnh nhức đầu. Không có lý do anh khám sơ sài dữ vậy. Đúng vậy. Đau bụng ghi đau bụng, nhức đầu ghi nhức đầu, ghi khám làm gì nữa? Ủa, cuộc sống mà mình phải tin người ta chứ. Đúng rồi. Nếu bệnh nhân ta vô ta kêu nhức đầu khám chi cho cực vậy? Hỏi bệnh gì nó bắt gì mình đó thôi. Tao biết thì được rồi. Lỡ lôi rồi, tôi lôi luôn cho một thể. Lôi hết ra. Đây, mày không kiếm ai hết. Ủa, tôi có làm gì đâu. Ăn chặn tiền từ thiện. Đúng rồi. Qua đây. Tao quy định mày vậy luôn. Đi qua đây, giải thích. Tại sao hôm bữa người ta đưa từ thiện mà mày đổi sao không biết, cuối cùng cái nhà bà cụ 94 tuổi mà mày cho bà cái bikini. Ủa làm sao? Rồi làm sao mà bệnh? Mà bảy màu nữa. Ơi, mày đừng nói là mày kể hoàn cảnh nữa nha. Phải, tao có hoàn cảnh riêng của tao. Bây giờ chắc chắn muốn kể không? Chắc chắn kể. Kể đi. Thông cảm đi. Sao? Đã nói từ lúc đầu rồi. Ba tao bệnh mà. Bệnh sao? Tao không nghe rõ bệnh gì. Bị thòng. Cái gì thòng? Đi đứng khó lắm. Trời đất ơi, sao không mày không kêu ba mày đi rồi lấy cái chân bợ lên? Sao bợ được, tim thòng mà. Ủa tim thòng hả? Sao mày không nói sớm? Tao nói là thòng là biết tim thòng rồi chứ mày nghĩ cái gì? Trời đất ơi. Thì ta tưởng là ruột thòng. Thì sớm cũng có cái ruột thòng đi dắt lên vai đi bình thường bộ. Thì chính vì vậy mới lấy tiền đó đi chứ cứu ba chứ đâu phải là làm chuyện ác đâu. Chưa kể nè, vợ thằng này, tôi nhớ cái tội vợ thằng này rồi. Nhớ rồi hả? Vợ thằng này lấy con nít người ta chích thuốc ngủ xong ẩm đi xin ăn. Đây trường hợp là vợ thằng này quá đáng, cũng thông cảm. Bạo hành trẻ em. Bạo hành trẻ em không phải tại đứa bé đó nữa đó. Vậy nữa nó không có ngủ được, cái nó ngủ không ngủ chết nó ngủ nghe có cách đó thôi chứ bộ. Khoan nè, lúc ru như thế nào mà nó không ngủ? Thử ru cái bạn này giùm tôi coi ru ổng ngủ thử rồi chích ổng tôi coi chích liền thử coi. Bé lại đi qua con, qua bé qua đi con cho chú thương qua. Bé này mới mọc răng sữa nè. Đâu đẹp bé này sữa răng mà ao lộn bé lại ở chú ấy. Ngủ đi con, con ơi con ngủ. Ngủ đi rồi ba cho cái văn mới. Ba cho không ngủ làm sao? Không ngủ làm sao? Làm sao? Làm sao đi? Chiếc à, ngủ không lì chiếc thứ hai không ngủ. Mày ngủ chiếc thứ ba sự kiện ngày ngủ đấy. Mày ngủ đi, này nó lì quá trời không hợp tác. Đây nè, sẵn một combo luôn, cái ông nội đang nằm nè, đánh đập vợ con, bo nớt thân đứa con nữa. Trời con trai ơi. Ra đây. Dạ có con. Chết chắc. Trời ơi, ba con đây nè. Tao quýnh mày hồi nào? Ba đừng có chối. Tao chối đâu. Ngày nào cũng vậy.
ba với mấy hai cậu này nè kéo về nhà mua rượu về nhậu. Đã vậy đi con bày đồ ăn lên cho ăn cũng đập. Con nói thôi bây giờ hết bia hết rượu rồi con đi mua nha cũng đập. Nói cái gì cũng đập. Nhìn cái gì không quen hả? Giả bộ không quen kìa. Không, không phải. Mày hiểu lầm ý ba rồi, ba thương mày lắm. Ba thương chỗ nào? Ba thương mày lắm. Ba phải đập mày thôi. Thiệt. Ba, con phải hiểu là ba sắp có vợ bé rồi. Trời đất ơi. Con hiểu không? Thì ba phải đập cho con để con chịu đựng với đòn do vợ bé về đập không đau nữa. Trời ơi. Hiểu không? Quá đáng. Thấy chưa? Không thương con đã đành đi. Còn đòi có vợ bé nữa. Chứ mày muốn sao? Con kể luôn chuyện hai cậu này đập con sao? Đó. Còn hai cậu nữa. Con nói khuyên ba con đừng có nhậu nữa. Hai cậu cũng nói ừ, để tao giúp mày. Rốt cuộc rủ ba con đi luôn. Hai cậu giải thích đi. Sao tới mày là có nhạc à? Tới mày là tao thấy con vậy là kể chuyện. Nói chung là tại vì phải thông cảm chứ. Thì thằng nhỏ nó không biết gì thì dạy dạy hoài. Nó không hiểu thì phải đánh nó thôi chứ giờ sao. Hết cách rồi chứ bộ đâu có muốn đâu. Chưa kể ông Táo qua đây. Ủa? Tới ông luôn. Khen thưởng, ông khen thưởng cho con. Ông ha, dạ. Là một cái người mà chuyên gia, dạ. Mà người ta làm từ thiện là ông đề tên gia đình ông vô, đề tên bà con ông vô. Những người dân khác ông cắn của người ta hết. 100 ngàn ông cắn 70, người ta còn có 30 thôi. Ông nói làm sao? Bây giờ ông nói làm sao? Đừng có tưởng mình không có tội. Mình làm lớn cái tội mình nó còn lớn hơn nữa. Trời ơi. Hãy tưởng tượng đi. Táo bây giờ có ai cúng cái gì nữa đâu mà ăn. Có ai đi trên thiên đình làm từ thiện không? Mày không có cúng. Ai bỏ 5 ngàn để làm không, từ thiện. Không cúng mà ăn cho mập thay vậy hả mày? Mày đánh táo là có ngày nghe. Mày đánh táo có ngày nghe. Mấy anh biết không? Không ai cúng cho tôi hết. Thì buộc lòng phải xén miếng để tự mua đồ cúng đắp bản thân nè. Chứ giờ làm sao? Thôi mình bỏ qua những vấn đề trì trệ này đi. Cái xã này vừa ngoài mấy cái chuyện xấu đó không có chuyện gì vui đáng kể hết trơn hả? Có gì vui không? Thật ra là hôm nay là ra là để cho mọi người xử tội mấy người này thôi. Để nêu lên những cái gì mà một năm qua những cái tệ nạn thôi. Kể một việc tốt đi rồi xử những việc xấu. Một việc tốt? Không thằng nào làm việc tốt. Chẳng lẽ cả làng không phải làm tốt sao? Và việc tốt á là ba và hai cậu của con đã nuôi con thành người. Đó là trách nhiệm con à, chứ không phải là điều tốt. Bây giờ nuôi thành người bằng những đòn roi mỗi ngày hả con? Dạ. Bây giờ kêu kìa hỏi kìa kìa Trần Văn Long kìa cho nhạc lên đỡ đỡ chứ. Trần Văn Long ra. Ra dạ đi. Nói chứ thực chất là tụi tôi biết kể lỗi chị tụi tốt tôi không. Mà. Tốt không? Nói cho nghe nè, mặc dù là bệnh hoạn, mặc dù là say xỉn, nhưng chúng tôi luôn nghĩ tốt, nghĩ cho bà con, nghĩ cho dân làng xây cây cầu, bắt cây cầu cho người đi qua đi lại. Thấy người nghèo, thấy người nghèo ngồi đó không có áo lạnh, áo mưa, trời mưa đổ xuống lấy tiền cho, có tiền xong rồi họ vui vẻ, hết đời hết. Hay quá. Rồi phần báo cáo cũng đã xong thưa Ngọc Hoàng. Sau khi nghe tất cả các người làm báo lên đây, dạ. Thì ta thấy tuy là đánh đập con là sai nhưng cũng ý là muốn con trưởng thành, lớn khôn hơn, đúng không? Ý của Ngọc Hoàng là như thế này. Trời, nếu như biết, dịch nè. Những dịch. Cái người này làm những cái chuyện xấu thì trước sau gì cũng phải gặp quả báo mà thôi. Trước sau gì cũng sẽ trừng trị. Nhưng mà đây là những ngày Tết đầu năm, tạm thời để cái đó qua Tết trừng trị sau. Bây giờ hãy cố gắng làm những điều tốt hơn. Thương trẻ em, thương gia đình, thương mọi người nhiều hơn nghe chưa? Được chưa? Dạ. Dạ mời đi ca. Bây thấy đại ca không? Trốn đi. Trốn hả? Tao ra để thu tiền bảo kê, kêu nó trốn rồi tao thu ai? Dạ em xin lỗi. Nuôi đệ tử vô dụng. Hiện ra coi. Tiền đâu? Tháng này tiền tao đâu? Trời, anh biết em ngồi bán bao lì xì, bán với tiền vàng bạc. Sáng giờ chờ có ai vô mua đâu, sao có tiền đóng cho anh? Không có làm ăn được cái gì hết. Có một chút xíu tiền bảo kê thì không có. Không hay. Tiền bảo kê đâu? Dạ em sáng giờ em đâu có bán được gì đâu anh. Thôi giờ không có tiền anh lấy bông được không? Ủa bông giờ cũng không nổi tao hả? Vậy thôi anh không lấy bông gì thôi anh lấy em nha. Lấy bàn chi? Ai biết đâu. Điên mà khùng. Mày cười ai đó? Mày chơi vô mặt.
không có tiền đi ăn kia. Còn mày, dạ tiền đâu? Anh thông cảm, dạo này bán buôn ế ẩm quá, không có tiền bạc gì hết trơn á. Được, thằng này bán bao lì xì đúng không? Tao mày có rất nhiều tiền. Tại vì thường người ta mua bao lì xì, người ta về người ta lì xì cho mọi người, đúng không? Dạ. Mày không có tiền là sao? Tiền bảo kê tao đâu? Anh có bị gì không? Bây giờ em bán được bao lì xì thì em mới có tiền chứ. Anh ơi, tội nghiệp đó, anh ơi, nó đâu có tiền đâu. Không ấy à, em còn 70 này, 70 thì may ra có tiền. Móc xỉa. Móc xỉa. Khốn nạn. Móc xỉa. Quỷ à, khai chi vậy? Lại miệng thôi. Cái này tao không nháp rồi nghe chưa? Dạ. Nha. Mỗi đứa chiều nay phải chuẩn bị cho tao 1 triệu. Không có được trách tao nghe chưa? Không có dẹp đi, đừng bán cái chợ nữa. Đi cho khác bán. Anh thu nháp hả? Ừ. Không mấy anh trả lại nháp được không? Tao chém nháp mày được không? À, không được luôn. À, tao chém mày luôn á. À, biết rồi. Dẫn mặt ha. Chiều nay tao quay lại nghe chưa? Dạ. Đi bay. À, anh Nam à. Anh Nam mà ba ra ha, mày hay à, mày ngon à, nó là Nam Gò Má. Nó mà đứng lại chút xíu là tánh là Nam Gò Má luôn ha. Giỡn với tao à. Ê mà tao nói mày nghe là sao kỳ vậy? Hồi trước anh Nam đâu phải là người vậy đâu. Hồi trước mình đói với anh Nam cũng cho mình ăn. Mình khổ gì á, anh Nam cũng cho điều giúp đỡ mình á. Tự nhiên bây giờ á, mình lấy tiền bảo kê mình làm sao? Tao nghĩ là ông có khu khác ông làm ăn rồi. Ông muốn dìm anh em mình đó, hiểu không? Nghĩ chơi không có được rồi đó. Ê, tao giờ vậy nè. Sáng giờ bán á, không có khách hàng tới. Mình phải có cái gì đó thu hút khách hàng chứ, đúng không? Đúng rồi, bây giờ á mình phải thấy người ta bán phải có chiêu trò này nọ. Ê mày, mày nhớ ngày trước tao mày từng học cái gì không? Dancer. Chơi. Chuẩn bị chưa? Chưa. 2, 3. Ở đây đây. Hay lắm. Chúng ta đã có được 2 con bướm rồi. 2 con bướm chúng ta rồi, có thêm cái con gì đây nữa vậy? Con gì vậy? Khách mua bao. À! Có khách, có khách rồi, có khách rồi. Chạy đẹp quá, kinh doanh mà sáng tạo giờ là tôi thích. Dạ vậy hả? Anh mua bông hả? Mua bông. Dạ dạ. Mua bông có khuyến mãi không? Anh yên tâm, anh mua càng nhiều khuyến mãi càng nhiều chứ. Khuyến mãi gì? Anh khuyến mãi gì cũng có hết trơn. Ví dụ anh mua bông 1 chậu bông đúng không? Anh sẽ khuyến mãi 10 bao lì xì. Rồi, được. Vậy thì mua bao lì xì? Anh mua 10 bao lì xì anh sẽ được khuyến mãi 1 chậu bông. Tôi thích. Đây bây giờ nè, 1 chậu bao nhiêu? 1 chậu không? 1 chậu 50. Mắc quá, không thì, được. Thì tao có tính bao lì xì trong đó 10 ngàn mà. Bây giờ mình đừng tính bao lì xì. Bông bao nhiêu thôi? Bông 40. 40. Lấy 5 chậu. 5 chậu không? 5 chậu đi, 5 chậu 1, 2, 3, 4, 5 được không? Được rồi. Dạ. 5 chậu 200 tiền nè. Khùng. Bồ tèo khùng. Tết nhất bồ tèo khùng. Khùng gì? 1 chậu 40. Đúng rồi. 5 chậu 200 tôi lỗ sao? Một chậu 40 nhân 5 bao nhiêu? Tôi muốn chừng nhầm, không biết nhưng biết lỗ. Lỗ đâu bà lỗ? Lỗ. Lỗ nào? Xí gạt à, hát bồ tèo. Tôi gạt à. Đúng rồi. Bây giờ ra đây chỉ cho nè, bây ra đây chỉ cho. Chỉ gì nữa? Là 1 chậu bao nhiêu? Bây giờ 1 chậu 40. 40 thì 5 chậu nhân 5 lên là 200. Đây nè, tiền cầm. Có tiền làm cha làm mẹ người ta hả? Lừa gạt người ta. Không nói nữa, không mua bông nữa. Qua mua bao lì xì. À, mua bao lì xì là gì? Một bao bao nhiêu? Một bao 10 cái 10 ngàn. 10 cái 10 ngàn, lấy 50 cái. 50 cái đúng không? 50 cái, có đủ luôn 50 cái. Rồi, vô đây. Đây nè. Đủ chưa? 50. Mày mới gạt bạn, mày tính gạt tao nữa hả? Gạt mày đâu? Mười bao mình 50. Thì mười bao 10 ngàn. Mười bao mà 50. Mười bao 50 có thối mày lại 10 ngàn. Hình như vậy á, hình như vậy á. Tao phải vậy chứ làm sao mà. Đúng rồi. Mày đứng, chứng mày được không ăn dịch hả? Sao dụ cho tao được? Bây giờ tao không có nói nhiều, bây giờ tao muốn mua bông. Là phải làm sao? Thì mua bông mấy lần? 5 lần. 5 lần giờ vô 5 lần chứ sao? Trời đất ơi. Làm thì làm. Anh trai à, anh đã bị tụi nó lừa gạt rồi đó. Muốn mua bông rẻ, phải qua tôi. Kiếm bói à, kiếm bói. Hay lắm. Thằng này mỗi lần nó bán là nó cứ lắc đầu như mấy thằng ngáo đá vậy. Không những mua bông, em còn khuyến mãi cho anh 1 điệu nhảy nữa. Thank you.
You know what? You know what? You know what? Thêm hai chậu nữa. Hai chậu nữa. Thêm hai chậu nữa. Nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Anh mua em 6 chậu em đủ tiền nhập viện luôn á. Mà nhảy đẹp tôi thích nè. Có thiếu mốt làm vũ công nha. Dạ, 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 dạ. Anh mua mấy chậu? 6 chậu. Đâu mua đâu. Cái gì kỳ vậy? Nãy anh mới hỏi giá mà. Thì hỏi giá mốt mới mua. Dung mua giờ mắc lắm. Vậy nha, cảm ơn nha. Nhưng mà nhảy đẹp tôi thích. Cái xóm này là bán đồ, bán đồ mà có sáng tạo là tôi thích nè. Nhớ nha, tôi thích đó. Nhảy đẹp nha. Mày khinh thường tao hả? Hai thằng mày ngon lắm. Tao nói cho tụi mày biết, một rừng không thể có hai cọp, một đất nước không có hai vua. Đúng. Một chợ không có thể hai thằng bán bông. Vì vậy tao đối với tụi mày phải đấu. Đấu cái gì? Đấu nhảy. Thằng nào thắng sẽ ở lại, thằng nào thua cút khỏi ra căn chợ này. Được. Thì mày muốn đấu thì đấu với mày. Chơi chơi. You know what? Chiều thứ nhất, tiếp chiêu mày. Ừ, để tao. Ok. Mày hãy xem thằng bạn tao đây. Thấy chưa? Mày thấy nó chưa? Cái thế của nó như vậy rất là hay. Nó là bung ra thôi là chắc chắn tao nhảy nè. You know what? Mày thấy thằng bạn tao chưa? Mày thấy chưa? Mày quay đúng chiều, nó chơi ngược chiều. Tới mày đi. Chiều thứ hai, cỏ chỉ. Wow. Wow. Không sao. Ok. Nó lại lấy chớn nữa. Ok. Tiếp chiêu mày. Mày hãy xem nó đi. Đi gần sọ chỉ. Sọ, tao ra sọ luôn. Hãy xem cho kỹ. Hãy xem cho kỹ. You know what? Hey! Hãy xem cho kỹ. You know what? Hey! Để tiền. Mày thấy thằng mẹ thông minh không? Đâu cần phải nhảy như mày. Vậy thôi được rồi. Tiền chiêu cuối mày. Ê! Ê! Khó quá, mày chơi luôn đi. Xem đây. Ráng đụng được chân nha mày. Rồi biết rồi, để lên, để thế nè. Tào lao. Cái gì tào lao? Cái gì tào lao? Tụi mày nhảy nhảm nhí. Tao kêu mày nhảy lên, lấy cái tay đụng cái chân. Mày đi nằm xuống đụng cái chân. Tại mày không nói trước. Qua vòng 2 đi. Vòng 2 thì thế nào? Nói chuyện văn đi. Mà không phải nói chuyện bình thường, mà là rap. Được. Rap thì mày mệt mày rồi. Hãy thể hiện cho nó biết đi. Nghe nè, tao nói cho tụi mày biết, tao đây là danh rap. Một khi tao bắn rap ra cứ như là bão táp. Tao là truyền hình vệ tinh, còn tụi mày là truyền hình cáp. Tụi mày chỉ là cộng cáp, để tao là cá mập táp. Ôi, mà cái rap nhảm nhí, mày chống cái lỗ tai rồi lên nghe rap của tao nè. Vô đi bạn Hiền. 2 x 2 = 4, 2 x 3 = 6, 2 x 4 = 8, 2 x 5 = 10, 2 x 8 = 12, 2 x 7 = 14, 2 x 8 = 16, 2 x 9 = 18. Hay quá. Mày hay lắm. Mày gáp có tính toán. Điếp đi mày. Này thằng nhóc ác, mày gáp thật là hề. Cái tướng đã lề mề, còn cái miệng thì bị chề. Ha. Rap nhảm nhí, rap nhảm nhí. Nghe thằng nhóc, nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bộ ưu tướng lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một bò. Bộ ưu tướng lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. Mày nói đi, mày rap tiếp đi. Tao rap là thầy cô chỉ tao. Mày rap ai chỉ mày? Thấy thua chưa? Vòng 3 đi tụi mày, quấn lộn. Chà. Đánh lộn mày chết chắc rồi. Mày không nghe câu 2 đánh 1 không cho cũng què. Tao với mày què đó. Trời ơi, cố lên, cố lên. Ok đó. Được. Mày chết rồi. Tao thằng bạn nó búng ra là mày mệt mỏi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chơi bạn. Mày đưa chuẩn. Nó quýt chết. Tao ngồi đây. Hai người này bảo kê tao. Ok.
Tao khôn lắm, tao khôn lắm. Không sao, một mình tao cũng hạ gục mày được rồi. Ê ê ê, lên đi. Nói nghe nè, mày cứ chơi thoải mái đi, có tao đưa mày vô bệnh viện rồi. Đứng đây, tao mày xem đây. Nè, cái vòng tay này, cái vòng tay này nhỏ hơn vòng tay của mày, ok. Nhưng mà nói gì con chuột ok vẫn nhỏ hơn luôn, không sao hết, không sao à. Thì đương nhiên chỉ một điều thôi. Cái gì? Thua. Thua thiệt luôn. Ta đi nghe. Lỗi mày. Ê thằng kia, mày nhìn thằng này đi, nó đang quỳ trước mặt tao kìa. Mày tính chứ vậy đúng không? Đâu kìa, đứng chạy đâu. Tao để liêu. Nè luôn à. Thằng kia, mày lên đây, bắt trước thằng anh hai của mày, quỳ xuống trước mặt tao. Còn mày nữa, mày cứ như vậy đi, mày sẽ sống tốt hơn. Vậy hả? Vậy bây giờ mình chơi nhau trò chơi đi hả? Chơi gì nữa? Đố nào nhảy được kiểu này. Lai muốn nhảy, Lai muốn nhảy, thế thì nhảy thôi. Mày ngu lắm. Mày thấy chưa? Mày biết tao chơi chi gì đâu? Điệu kế ly sơn á. Anh biết sao hả? Anh biết sao hả? Anh biết sao hả? Mày nói, xin lỗi, anh biết mà mày. Xin lỗi, em xin lỗi mà em chỉ bắn mông ế quá, em muốn dành. Mới về địa bàn mà cơm cháo hả? Chớp chép hả mày? Hả? Dạ, không có, không có. Không biết đây là nào hả? Dân nào? Giới thiệu tên cho tao biết. Tao không biết tên tao luôn. Lông mộng gà. Ê, lông mộng gà. Sợ chưa? Dạ sợ rồi. Bỏ nghe. Dạ bỏ. Thôi chứ anh em không mà. Mày về đây bán, của mày bán, của tao tao bán. Không thích nhìn món gì đâu, hiểu không? Kéo quần đi, kỳ lắm. Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích. Mày làm cái gì vậy ta? Nó làm cái gì vậy? Nó đo gan tay à? Anh ơi, anh kêu hỏi anh coi. Ủa anh ơi, ê ê, một chậu, hai chậu, hai chậu, một trăm nha. Đếm đường đi. Nguy hiểm quá, anh muốn làm gì ta? Đi tới rồi anh sẽ làm gì nữa? Móc súng. Không, gãi thôi. Nó gãi mà nó làm nó thôi. Móc cái gì vậy? Em vô đi. Nó kêu đồng bọn. Nó kêu đồng bọn tới luôn hả? Chết rồi. Chỗ nào? Dọn hết ra đi. Đúng rồi. Ai chết cây à? Mâm ngũ quả đi mấy anh chị ơi, mâm ngũ quả đi. Chết cây đi mấy anh. Vô nè. Làm thấy ghê vậy, sao làm thấy ghê vậy? Không, hai vợ chồng em mới dọn tới đây, trời mới mua dọn được cái sạp. Dạ. Giúp đỡ tiền. Dạ. Cái cây ngon lắm, tươi lắm. Chứ lại vậy nhưng mà tại sao lúc nãy vô đo gan là sao? À, em đo gan này coi cái hoa này tầm nhìn có bị che cái sạp của vợ em không? À, muốn cái quan trọng mày mất mớ gì mày đứng đây rồi. Mày đi qua thôi, mày làm như là đi ninja không gì chơi ghê vậy. Em coi cái tầm nhìn khách hàng anh, tầm nhìn khách hàng nè. Nè đi là thấy cái quầy vợ em liền, hiểu không? Đó không phải ngược lại là y chang. Hay không? À vậy đó hả? Giúp đỡ vợ chồng em nghe, mới tới có gì vô. Bán đi chứ vợ đâu có sao. Sao đâu, khỏi bán đi ở đây. Dạ, cảm ơn. Dễ thương quá nha. Bán đi mình. Thấy có vẻ nhộn nhịp chắc có tiền rồi đúng không? Chiếc cây anh. Dạ. Mới dọn lên bán hả? Mới dạ, có cây dạ. Thì bảo kê đâu? Dạ. Anh ơi, người ta mới dọn tới, người ta chưa bán. Chẳng ra chỗ khác. Đi ra. Anh giờ không được. Không lấy trái cây giờ cúng nữa. Dạ. Tao không có lấy cái này nha. Tao cần tiền bảo kê. Ủa, anh là ai mà tiện vô có tiền bảo kê tụi em vậy? Đây là anh Nam Gò Mã đó. Bảo kê khu này. Dạ. Mày nghe chưa? Dạ. Liệu mà đưa tiền bảo kê không nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Anh Nam à? Sao? Ở đây tụi em buôn bán có chưa? Không có lời bao nhiêu anh Nam, đừng có làm như vậy. Có chưa? Tụi em thực sự là chưa có bán được anh Nam à. Không có tiền đúng không? Dạ không. Không có tiền đúng không? Dạ không. Đúng rồi. Không có tiền đúng không? Dạ không à. Anh Nam ơi, anh Nam à. Ông anh. Chúng hết. Ba cô trả đây. Đừng anh Nam. Không có tiền. Chứ anh đâu có phải là tôi ngồi đây đâu. Tao tính như vậy rồi sao? Anh
mày làm vậy nữa, đừng có trách anh em coi. Tao thách mày làm gì tao đó. Đây, 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 đâu kìa, đâu kìa, đây, đây, chết. Dừng lại. Tại sao? Tao có cho mày quýnh không? Tại sao mày quýnh không? Sao? Anh xin lỗi. Tụi bay đánh tao hả? Nè, đánh tao là phải chết, đánh cho chết nghe chưa? Còn đánh tao mà để tao đi cấp cứu, tao trở lại, tao quậy tụi bay tiếp. Chứ anh có phải con người vậy đâu? Tại sao giờ anh em chủ quán vô có lời đồng cắt bàn đâu đâu? Anh phá là sao? Bởi vì tao không muốn tụi bay khổ nữa. Anh nói vậy là sao nhau? Tụi bay nhìn cái chợ đi, tụi bay nhìn cái chợ đi. Người ta đã giải tỏa hết rồi, người ta đưa qua khu chợ mới, tại sao tụi bay không qua? Tôi không muốn qua thì cho tôi quyết cái chợ này, tôi quyết tình anh em. Anh làm quên rằng một điều, chính anh, chính anh đã dẫn tụi em đến đây, tập tụi em bán buôn, tập cho tụi em sinh sống. Bây giờ anh nói vậy là sao? Với lại bên cái chợ bên kia người ta thu tiền cao hơn bên đây, làm sao tụi em có tiền hả anh? Anh nhìn đi, có ngày nào tụi em bán được không? Được. Tất cả tiền này là tiền thu bảo kê từ bữa giờ. Cầm đi, cầm đi. Qua khu chợ mới mà bán. Tụi bay còn trẻ mà, tụi bay còn sức khỏe mà, tại sao cứ sợ như vậy? Cứ bán như vậy? Tao sống bao nhiêu đời người ở đây, tao biết tức ở đây mọi người sống không khá nổi. Tao nói được rồi, tụi bay muốn đi ở tùy tụi bay. Anh Nam, anh đi đâu á? Tụi em đi đó. Tao không đi được, bởi vì ở đây tao còn vợ con tao nữa, tao không bỏ mảnh đất này được. Còn tụi bay, tụi bay còn trẻ, tụi bay nghe tao đi, tụi bay đi qua đó đi. Anh Nam à, hôm nay là đêm giao thừa, sáng giờ tụi em không bán được bao nhiêu á, anh ráng anh giúp cho tụi em bán chút xíu nữa, ráng kiếm tiền để cúng giao thừa nha anh Nam. Một đêm cuối thôi. Được. Rồi, rồi. Vui lên mọi người. Đây nè, bây giờ có bông hết rồi nè. Có bông hết rồi trơn nè. Đây nè, bông nổ không có sao hết nè. Trái cây mình ơi. Đây nè, đem nè. Đem ra cái bà này chứ, đem ra cái bà này nè các bạn đó rồi. Đốm nhang đi nè. Đây có cái gì chơi cái nấy thôi anh em ơi. Tao có hùng cho tụi bay một thứ, nhưng đêm giao thừa đây là cây pháo bông để đón giao thừa. Nào, đốt lên đi. Giao thừa rồi. Nghỉ chơi, nghỉ chơi. Thôi dọn dẹp quán đi, chuẩn bị khách tới rồi. Dọn đi, dọn đi. Đi vô trong, đi vô trong, nhanh lên. Muội, ra đây nói nghe. Sao ngộ ha, từ hồi cái lúc mà 2 tỷ muội mình hùng tiền để mở ra cái quán này nè đó, mà sao nó ế dữ vậy trời. Để tỷ nhớ coi, nó cũng là 3 lần 4 cây 15 năm rồi đó. Trời, dạ thưa tỷ, chúng ta chỉ mới hùng với nhau có 1 tháng thôi tỷ. Sao chị thấy cái thời gian nó dài đằng đẵng vậy ta? Chắc tại mình ế quá đó tỷ. Thôi kệ đi, nghỉ vui là được rồi. Tỷ này, mười này. Tỷ này, mười này. Tỷ này. Đau đó, đau đó, tôi thấy đau đó. Đau khá đau đi. Cái gì đâu mà người ta trúng giải mà cứ quỵt tiền người ta hoài à. Thôi mà đừng giận mà. Để đi, mai mốt chừng nào mà quán mình có khách á, tỷ cướp xong rồi tỷ trả cho muội. Trời ơi, rồi tỷ nói cái chữ cướp cho lớn vô, rồi ai dám vô đây cho mình cướp. Ê, là do cái miệng bà đó bà.
bà la bài hải, bài hải hà. Cái miệng quá trời quá sát, la vậy rồi lỡ có người ta vô ta nghe rồi sao? Ý, con khách, khách tới rồi, con khách kìa. Không, không một miếng khách sáo luôn á tị. Cái gì mà văn quá trời văn à. Mùi biết cần phải làm gì rồi chứ. Mùi biết rồi, mùi vào trong chuẩn bị ngay. Giỏi. Kìa, nữ chủ quán. Có nữ chủ thật quán ra đây. Chúng tôi là những người khách đường xa, khách đường xa. Dừng chân lại cho nên mới. Dừng chân trên bến khi chiều nắng nó chưa có phai. Hèn chi, đường xa thấp thoáng, thấy có hai tảo tung bay. Ôi sao tôi vui, đối hai đứa tôi đến nơi này. Ôi xàm gì xàm quá, mời vào đây, mời vào đây. Mời công tử ngồi. Sao mà nhìn hai người có cái gì đó nó ngộ ngộ mà nó lạ lạ. Có gì đâu mà lạ, phải ngụy trang như vậy á để người ta không có biết, hiểu không? Chứ để người ta biết tụi tôi là những người từ ở trong hoàng cung bước ra sao. Ồ, nói vậy hai huynh đài đây là quan à? Đâu có. Chứ là gì? Công công. Đây là quẹo quẹo. Công quẹo. Dễ thương quá à. Thôi đừng có loạn ngôn nữa, tôi muốn thức ăn. À, có liền. Khoan đã nè, hãy dừng chân lại đây và nghe cái tiếng kêu của vàng bạc châu báu của ta nè. Rung rinh rung rinh. Cái gì mà long trời lỡ đất đó. Là quá à. Không có quá đâu. Đói bụng quá. Ăn đi. Mấy em ơi, lên mò. Dạ. Đây là cơm chiên tỏi, rồi có gà xếp vai, vịt nướng lưu thơm lừng, ăn đi huynh đài, ngon lắm mà nha, mau quất liền đi huynh. Bình thường nếu như huynh hỏng thích nó thì mũi sẽ đổi liền tay, mũi bắt cua bỏ vô nồi nè, đem hắt bia thơm lừng, ba con là triệu tư. Khoan, triệu tư là gì? Ba con là năm quan. Ăn 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 ăn. Gì vậy? Đồ ăn đã có. Sao rượu không thấy chứ hả? Dạ, rượu đây. Ui, hai cái người bên đó là quan trong triều đình. Thấy cái tài nải trên bàn hôn, ở trong đó có rất là nhiều vàng. Muội biết làm gì rồi chứ? Làm gì? Rồi mắt cái gì gật đầu nhiều vậy? Thì mỏi cái cần cổ. Tức muội ghê á. Tỉ tỉ. Ơi, sao vậy? Trời ơi, sao mà tỉ lộ liễu quá vậy? Đưa cái tờ giấy cho muội. Điên hả? Chết đó. Không sao không sao, muội chỉ vừa mới nhét vô thôi, chắc là chỉ mới liếm sơ thôi. Không sao không sao. Đại nhân, thức ăn có tươi ngon không đại nhân? Rất tươi và rất ngon. Nhưng mà ta không thích ăn gái à? Ấy à? Ấy à? Đại nhân này kỳ quá à. Sao đại nhân không có biết thương hoa tiếc ngọc cái gì hết trơn á? Ý, cái đại nhân kia. Ủa vậy là mình có thích gái không? Tôi là công công đó bà. Sao mà tỉ tức mũi quá trời đi, vô dụng quá. Công công sao không nói sớm, làm ta làm quằn làm quại, làm điên làm khùng. Trời ơi,
Ôi, con này á. Dạ, nội quy ăn nhậu mọi người nghe đây. Trước khi ăn nhậu thì phải nhớ nghe chưa, đã là nhậu chung thì kẻ rượu người mồi, chớ có cầm ly gian dối với mọi người. Khi chưa tới tua mà anh chú xì chưa mời mình thì chớ dối cầm ly. Tôi nghĩ cho rồi, thôi khỏi uống luôn đi. Về luôn không được. Đại nhân, đại nhân. Cháu uống hay không vậy? Đại nhân, đại nhân, xin hai vị chị đại nhân bớt giận. Hả? Úi, hai đại nhân giận rồi kìa, bây giờ phải làm sao? Yeah. Yeah. Quay, 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 quay. Sao mình đưa cái đầu mình quay, quay. Đi à, đâu có dễ dàng vậy. Tỷ thật là thông minh. Cảm ơn muội. Chúc mừng nào. Trong đó có thuốc mê. Tại sao hai ngươi vẫn còn tỉnh hả? Là tại vì ta có uống đâu chứ hả? Hả? Như vậy là tôi hại em, tôi sao? Có bao nhiêu trò đó thôi mà định qua mặt vợ chồng ta chứ hả? Sao là vợ chồng vậy hả? Ta chính là Sơn Tắc, còn đây là nữ đó. Liệu nguyên hình đó. Ngứa không? Ngứa qua ngứa, nãy giờ đâm mũi ngứa thấy mụn. Rồi bà cười hoài luôn hay sao? Chứ giờ làm sao? Qua đánh nó. Đánh nó hả? Thì đánh em bên đây thì em né qua bên đó. Thì đánh sang bên đó chị ra, chị sáng liền bạc tay. Ôi cha, nhưng mà anh đánh nó đi, đánh nó mà nó hát nó dẹo dẹo mệt quá. Thôi được rồi, mệt dễ sao mệt luôn. Được, bà mới làm gì vậy? Nghe. Bà mới làm gì vậy? Làm gì đâu. Tôi mới đây mà làm gì nè? Từ nãy giờ ta chỉ giỡn với các ngươi thôi, bây giờ thì tiếp chiêu ta đây. Hãy đã. Ôi! Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Ôi! Không mấy thùng thùng bớt lại được không? Ôi, tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ đã cứu muội. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ nào,
là huynh đây. Trời ơi, ai biểu? Nếu mà ta không cải nữ trang như thế này thì làm sao có thể bắt được bọn sơn tặc? Mũi biết huynh là cẩm y vệ rồi. Cảm ơn huynh đã tiêu diệt sơn tặc để cho dân làng được bình yên. Mọi người ơi, sơn tặc đã bị tiêu diệt rồi. Hai ơi. Cảm ơn cẩm y vệ. Quang hô cẩm y vệ. Ông có nhớ tôi là ai không? Không. Không nhớ tôi cũng không sao. Nhưng mà quan trọng nhất là ông phải nhớ ông nghe chưa. Đây nè, ông phải nhớ ông là ai. Tôi tên Lê Vinh. Đi qua đây nè, tôi có chuẩn bị cho ông đồ ăn sáng hết rồi. Đó, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ai vào ngư vi cả hôn? Ai ăn tôm hồn không? Cha già. Ê, người ta đàn bà con gái như thế này lại gọi người ta là cha già. Ủa, tôi kêu ông tới đây là đóng giả người yêu cũ của ông để giúp cho ông phục hồi trí nhớ. Rồi bà đem mấy cái này ra là phục vụ cho cái gì? Bà buồn cười thật đấy. Con người, người ta sống người ta phải có hoàn cảnh quy định. Mọi thứ nó phải có một cái đường dây tâm lý, tất cả nó ổn định. Tôi đứng đây tôi mới làm tất cả mọi thứ, tôi hòa vào cái vai diễn đấy tôi mới giúp bà được chứ. Thôi mệt quá. Ăn hải sản, ăn hải sản. Đợi một chút. Ê, kìa, hỡi cô bán hải sản có trái cổ kia ơi. Hả? Hải sản bao nhiêu tiền thế? Buffet 9K, chỉ có 9K ăn thỏa thích. Kệ quá, hải sản 9.000, ăn xong xuống suối vàng, hồng màng đầu. Không ăn hải sản thôi, đây, đây là card visit của em. Em sẽ hỗ trợ mọi người tất cả mọi thứ ở trong khu biển này nha. Cái card gì mà bự dữ vậy? Ông ơi, ông có thấy không? Cô có cái card visit mà bự quá nè. Cái gì tên gì nè ông? Lê Phương Thảo. Vậy người đó là... Bà Thảo, người yêu cũ của chồng tôi, tình địch của tôi. Ông Vinh, người yêu cũ của tôi và là chồng của tình địch tôi. Bà kia, bà là ai? Hả? Ủa? Ông Vinh, ông không nhớ tôi sao? Tôi là người yêu cũ của ông. Ngày xưa ông yêu tôi, ông chở tôi trên chiếc xe đạp, mẹ ông chịu tôi rồi định lấy nhau. Tại sao ông lấy bà ấy? Ông nhớ không? Không nhớ. Nhớ đi. Không nhớ. Cố nhớ đi. Không nhớ mà. Trời ơi, thôi đi. Ông không nhớ thì thôi, tội nghiệp ông. Bà còn cười nhỉ? Đi bao nhiêu cây số lên đây để giúp đỡ bà đấy, bây giờ bà không nữa là như thế nào? Thôi được rồi, cái này để tôi tự tính. Thế kế hoạch phá sản à? Ừ, thôi, để đi, được rồi. Mất bao nhiêu tiền thuê bộ đồ để ra đứng biển gió lộng như này. Ông ngồi xuống đây ăn nha, nãy giờ có ăn cái gì đâu. Đó, đây nè, đây nè. Đó, ăn đi nha. Bình minh rồi, dậy đi đón bình minh nào các chàng trai trẻ ơi. Ok, ok, mặt
trời, mặt trời đẹp như quả bóng hồng. Ô kìa, ô kìa, mặt trăng, mặt trăng đẹp như quả bóng xanh. Ô kìa, ô kìa, thì ra là bóng già. Hey, không phải bóng dáng của những người già. Ô kìa, ô kìa, rất vui được làm quen. Làm quen? Ủa, cái gì vậy? Cái gì mà ông hát cưỡng âm vậy? Tôi hát trúng chữ, tôi đâu có lẫn. Trời ơi, thôi ra để tôi hát cho. Ô kìa, ô kìa, tôi là cướp nè. Trong cái vỏ có gì móc ra đây? Ừ nè, tôi nói cho mấy người biết nha, những tên cướp nào mà nghe tới cái tên Lê Vinh, tên cướp đó đều sợ. Bởi vì đó là hiệp sĩ đường phố Lê Vinh. Biết mà. Trời ơi, bực mình quá. Nè cái bà kia, đi qua bên đây. Ông ơi, cứu tôi ông ơi. Cứu bà không? Không cứu là tôi lụi bà nha. Dừng tay lại. Cứu bà. Hình như ông nói rồi kìa bà. Ông kêu dừng lại kìa phải không? Tôi nói đó. Ba chú kìa, già mà còn đi cướp nữa hả? Thả người phụ nữ này ra. Theo tôi lên phường. Nghĩ bắt được tụi tao hả? Trời. Mấy chú nghĩ chạy lại tôi không? Thua. Cậu ơi, hiểu lầm rồi. Này người nhà của tôi, tôi diễn tiểu phẩm cho vui thôi chứ không có gì á. Mày nha ta, mày từ đâu ra lúc nào mày đòi bắt mấy ông bà già lên phường đi hả? Mấy ông bà già bình thường tập thể dục nhiều quá, hôm nay chán mình đổi sang kịch một tí cho mai mốt mình diễn kịch á, mình nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ người ta nghe ta hiểu lầm rồi sao? Mày buồn cười gì tiếng kịch còn nói nhỏ ai nghe? Rồi hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Thôi nha, mốt không có vậy nữa nha. Rồi xin lỗi cậu nghe. Mệt ghê á. Ê, mấy ông hay là còn bà nữa đấy. Tôi bảo rồi, đây là bệnh Alzheimer chứ không phải là một cái bệnh gì có thể chữa được. Bác sĩ người ta còn không chữa được, bà phải thần y đâu mà chữa được cả bà. Người mắc cười, người kia tôi bỏ. Ủa bỏ sao? Ủa vợ chồng với nhau mấy mươi năm rồi, có mấy đứa con rồi. Khuyên tốt cho bà thôi. Rồi. Chứ còn bà cố thì bà khổ thôi. Được rồi, kế tôi. Thế vô đây ăn. Ăn mình mới có sức chứ đúng không? Vô đây. Ông ơi, Bình Minh đẹp quá. Vậy bà là vợ tôi thiệt hả? Chỉ có vợ mới chăm sóc chồng mình vậy thôi. Tôi, bà là vợ tôi. Đúng rồi. Tôi quên bà hoài vậy. Không sao. Tôi không nhớ. Không sao hả? Tôi lỗi. Thôi. Không sao, không nhớ. Từ mình nhớ mà. Thôi, đừng mà. Đừng mà. Ông đánh như vậy tôi xót lắm. Đừng có đánh nữa mà. Nói nghe nè. Không sao. Bây giờ ông không nhớ hả? Cái tôi sẽ nhắc từ cho ông nhớ nha. Ông nhớ không? Ngày xưa nè, ở đây nè, đó. Cái ông tỏ tình với tôi ở đây không, nhớ không? Xong rồi. Đây nè. Đó, ông còn cầm cây đàn nè. Cái ông hỏi đây nè. Cái ông hát tặng tôi á. Tôi hát sao vậy? Hả? Những giây điều ấy, những kỷ niệm ấy, những con người ấy, những đôi thay, những ngày cùng anh em... tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc vui về em. Một ngày tôi quên hết,
nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất. Ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời. Suốt một đời. Ông nhớ là tôi rồi hả? Tôi là Lê Vinh. Bà là Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân. Vợ của là Lê Vinh. Tôi là Lê Vinh. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi sao con đã có tôi nè. Có cái gì đâu sợ, có tôi đây nè. Không, một chút xíu nữa. Sao nè, quên bà lại đó. Tôi bây giờ tôi phải làm gì? Để một xíu nữa tôi không quên. Đó, bình tĩnh. Tôi có cách rồi. Đây nè. Đó. Bây giờ tôi với ông quay lại, lỡ ngày mai ông có quên, ông mở ra là ông nhớ tôi. Đây, mình lại đây mình quay ngang ông. Để đây nè, đây. Tôi là Lê Vinh. Cười lên. Tôi là Lê Vinh, đây là Ngọc Ngân, vợ của tôi. Tụi tôi có hai người con. Tôi có gia đình, tôi không cô đơn. Điều gì chưa nói, tôi nói ra cùng tôi. Nếu lỡ mày đời trôi, suốt đời phải vội đừng dễ đôi. Ồn quá phải không? Hàng xóm tôi đó. Tôi già vậy mà đối xử tôi vậy đó. Một phút nữa thôi, ốc của tôi sẽ phút ra. Trời đất ơi, mà tôi nói nó là sống á thì phải biết thương người già. Ông cha bà nội mẹ cố tổ tiên nhân ơi, tao nói nó chữ vuốt mặt không kịp vậy đó. Cái bông bự vậy nè, cái bông nó thừa lư nè, cái bụng nó bự chán vậy. Em già sống á là phải biết quan tâm người khác, đừng có ích kỷ. Sống á là phải biết chịu đựng. Được thì sống, không được thì dậm đi. Dạ rồi. Chết đi. Chia tay sớm, bắt đầu khổ. Trời ơi, xúc phạm chứ. Tôi già, tôi cô đơn. Tôi có nhà mà ở không được. Trưa nào cũng phải đi ra đây để dựa dẫm đường phố. Ôi sợ quá. Thôi đứa coi, mấy chút nữa xe ăn tôi rồi. Thôi tôi đứng trên lề chứ tôi đâu có lấn chiếm lòng đường. Mà sao kỳ vậy? Đường dày rồi an toàn đâu? Dạ bác ơi, an toàn ở đây nè. Con là bóng mát nè bác ơi, hãy lại đây với con. Ôi, mát quá. Ôi, sống rồi. Kể từ hôm nay, tôi đã có bóng cây để nương tựa rồi. Ôi, bóng mát của đời ta. Ôi, cây trái xum xuê. Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Bác ơi, em đi đây. Ủa, bóng mát của bác đi đâu hả? Em theo anh vào xưởng gỗ. Hả? Dính mẹ bác, con đi đầu thai đây. Em đi nha. Ôi sao vậy? Tôi chỉ còn một bóng mát để nương tựa thôi mà cũng cướp của tôi là sao?
Ôi trời ơi, mới mưa mà sao nó tổ chức đua ghe đua xuồng vậy trời. Trời ơi, ở đây đâu phải chợ nổi. Con đi qua kiếm mắt nè. Kiếm tàu chơi. Trời ơi, nó sợ rồi kìa. Thôi mày, miệng ăn mắm muối nữa bậy bà. Để tao đi về. Trời đất ơi, nhà người ta 67 mà còn ngập. Muốn chi cái nhà của bác. Cấp 8 à. Ôi trời ơi, chết rồi. Cứu, 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 cứu nhà tôi bớt. Người ta cứu nha. Thôi, sợ cứu nhà. Cứu thân trước đã. Nè. Thôi con đi nha. Trời ơi. Trời ơi, nó đua ghe nữa kìa. Trời ơi, bây giờ tôi làm sao? Tôi đi đâu về đâu trời. Cho dù thế nào cũng không được bỏ cuộc. Chuột, chết cảm ơn em. Quyết xong. Quyết xong. Quyết xong. Siêu pháp sư. Cậu đến đây á, có cần gì giúp á thì cứ thành tâm thành ý vào. Tôi nói điều này để cậu yên tâm hơn. Dạ. Ở đây á, có rất nhiều người nổi tiếng đã từng đến đây nhờ tôi giúp đỡ. Chỉ luôn hả thầy? Ừ. Biết mình nhỉ không? Dạ con biết. Cũng đã từng đến đây nhờ tôi giúp đỡ, bỏ ra 50 triệu, 100 triệu, thậm chí là 200 triệu. Nhưng tôi không chịu, xua tay, đuổi về. Ôi mà kêu giúp cái gì thầy? Đôn chiều cao. Ôi giờ tại sao đôn chiều cao thầy? Ông là Minh nhí gì đôn chiều cao gọi là Minh cao. Mất cái tên ngôi sao làm sao bán vé. Thôi dạ. Này để cậu yên tâm thôi. Đó nè. Vậy bây giờ có nghĩa là tôi muốn là cậu phải thành tâm thành ý. Mình đừng có hà tiện với là thần thánh. Dạ dạ chưa? Dạ. Lên lên lên, tôi làm pháp sự cho. Cần cái gì giúp cái gì tôi làm pháp sự cho. À, cái này là tôi không có lấy mà là thần thánh. Dạ, không, dạ. Tiền tỏ, hiểu chưa? Bắt đầu nghiêm túc vô, tôi làm pháp sự. Thánh thánh về đó hả? Hey, mày bảo ai là về đấy? Thánh thì phải gọi là nhập chứ. Dạ. Hey, bà từ trên rời xuống đây theo lời thỉnh cầu của mày để cứu nhân độ thế. Muốn gì, cần gì, bảo bà giúp cho. Hey. À, dạ hôm nay con đứng đây là để xin bồ yêu á. Yêu? Dạ. Được rồi. Cầm tấm bùa này về, đảm bảo con gái xếp hàng theo nườm nượp. Hey. Ôi thầy kỳ quá thầy. Kỳ quá, kỳ quá. Con thích con trai mà. Hey. Hành động của mày làm thần tiên cũng phải nổi điên đấy. Này. Nhưng được rồi, để chấp nhận thỉnh cầu. Thánh có một thất bùa. Đây, cầm nó về. Đeo nó vào. Đeo cái gì? Đang mày chỉ súng cho ta. Mày đừng bán ta, tội nghiệp ta. Diễn nữa hả? Diễn nữa hả? Ta mô có diễn mô ta. Ta không có diễn. Ta trở về với bọn chắc thật ta rồi. Bỏ cái lá bùa xuống. Thằng này ngu kinh. Tới giờ phút này mày còn bùa. Mày nghĩ nên đâu dép với bùa gì? Tổ lô dép này. Bùa mốt. Đưa hết cái đó qua đây. Thôi được rồi, nói nhiều quá, chúng ta không thuộc về nha. Mày cầm luôn đi. Mày nghe, mày con mày trở lại đi. Ta giết mày lung trừ mày mất vậy. Cái thùng nớ là chẳng qua là mấy đồng tiền lẻ người ta cúng thôi. Giòn bọt trao báo hả? Ta đòn có trong người nữa nè, ta lòm, ta đe trong người nữa lòm mày có gì. Đưa hết vàng bạc vô đây luôn. Chết ta rồi. Tôi đang quay.
good set moving on. Chúng ta chính là đoàn phim vui, chúng ta chính là đoàn phim hay, chúng ta chính là đoàn phim vui tới hồn nhiên chứ không bị điên. Chúng ta mất ngủ bao đêm qua, chúng ta vất vả bao lâu nay, chúng ta hổng ngại vàng lao chiến cơ quay phim chẳng ai buồn chi. Action. Hey, quá là hay, quá là hay luôn. Giữ cái năng lượng tích cực như vậy, một chút xíu mình quay y như vậy là ok nha. Ok. Không ok nha. Sao vậy? Sao tự nhiên chàng vô đây vậy? Kiếm thêm. Trời ơi, còn công chuyện hay làm. Bây giờ đi vô chổng phù mẹ. Nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn anh nha, cảm ơn nha. Rồi rồi, mấy bạn đi quần chúng. Ê, sao tự nhiên kêu tao quần chúng, tao buồn rồi sao trời. Chứ kêu lại gì? Diễn viên phụ. À, rồi, mấy bạn quần chúng. Mấy bạn diễn viên phụ. Nhớ thay đồ trước khi ăn nghe không? Dạ. Trời, đi vô trong ủi đồ đi, lẹ, không kịp chơi. Anh, sao cưng? Hồi sáng em chạy từ đàn kia qua đàn này á, gấp quá, chưa kịp ăn gì hết á, em đói quá. Trời. Đi vô ăn sáng liền. Dạ, đi vô. Em cảm ơn anh. Đi vô. Anh ơi, em có cái thịt thừa, nhưng mà chị make up kêu là quần chúng khỏi make up, em sợ lên hình. Đi vô trong trọng, nói tên anh là chị make up cho em liền. Đi vô. Anh, còn em nữa, sáng sớm trời nắng quá, em nổi mồ hôi á, giờ thú quắc à. Đi vô trọng, nói chị phục trang sẽ lấy đồ cho em, nha cưng. Dạ, em cảm ơn anh. Đi vô. Ê cậu, dạ, sao chị? Cho bài toán đi. Dạ, ta bình còn bê bình bằng ba, dạ. Đi giỏi quá. Chị bên bộ phận nào đây? Tôi hàng xóm, thấy cậu giải quyết cái gì cũng được á, nên nhờ giải dựng bài toán. Rảnh he. Đi về. Đi về liền. Tiến độ sao rồi em ơi? Dạ. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Anh ơi, mấy giờ rồi biết không? Dạ, em trễ giờ rồi. Diễn viên đâu? Diễn viên tới chưa? Máy móc xong hết rồi anh, nhưng mà diễn viên chính chưa có tới anh ơi. Cái gì? Em gọi muốn cháy máy luôn mà không có tới. Em mượn điện thoại của người này người kia hết tất cả các người trong đoàn, gọi cuộc nào chặn cuộc đó. Tò te tí anh ơi. Bây giờ tôi không cần biết. Dạ. Một chút xíu nữa có mặt diễn viên chính ở đây cho tôi. Thấy rõ chưa? Trời, vô chổng ăn sáng uống cà phê đi anh. Trời ơi, trời ơi. Quay phim cực lắm mọi người. Viên á, là Viên phải đến từ sớm nè, trời ơi, rồi ngủ trên xe, không ăn uống gì được hết trơn. À, còn chưa kể nữa, Viên chia sẻ nè, có mấy lúc mà hả làm những cái cảnh hành động phải đau đớn á, là Viên phải chịu đựng thiệt luôn. Tại vì lúc cảnh hành động đau đớn đó là Viên phải chịu đựng thiệt luôn. Tao thấy mày tán tao nha. Tại sao tao đang lên tiếng mày tán tao? Anh nói là phải chịu đựng thiệt thì em đánh cho anh có cảm xúc thiệt. Nè, mày có gì điên không? Hả? Mày thấy tao đang làm gì không? Livestream. Thì mày câm cái miệng làm tao nghe nha. Ngoài đời phải sống thiệt, chứ mình không sống thiệt mình lên sân khấu mình diễn giả lắm. Cái gì nữa? Đi đây em nói anh nghe nè. Thiệt, em làm nghề cũng ít năm thôi nhưng mà em có một câu nói rất là hay. Ở ngoài đời không có trả cát xê mình đừng có diễn anh. Nhưng ba tao trả cát xê cho đạo diễn trả tiền cho mày á. Được chưa? Tao muốn ăn được không? Hả? Hai làm sao? Phiền quá vậy. Đạo diễn đâu rồi? Đạo diễn. Anh ơi, anh cái gì? Ai kêu? Anh kêu anh á. Ủa cái gì mà? Ủa anh tới rồi hả? Thì mới tới đó mình anh. Đi tới sớm quá vậy. Cái gì? À, quay luôn. Chạy tiến độ rồi. Anh giúp em nha. 3, 2, 1, diễn. Nam diễn viên chính. Lất ca lất cất, thận tha thận thờ, bước ra bờ sông, đợi nữ chính. Cắt. Nữ chính đâu rồi trời? Chiu, chùm. Anh ơi, anh. Cái này là cái vai nam chính, vai đàn ông anh ơi. Chứ đâu phải mà diễn mà, mình diễn Bạch Mã Hoàng Tử chứ đâu phải là Bạch Tuyết đâu, hay là ông lão đánh cá và con cá vàng đâu anh. Rồi bây giờ làm sao? Anh vô đây anh ngồi bình tâm cho em. Em sẽ thị phạm cho anh nha. Anh đạo diễn, dạ, đọc giùm em phân đoạn 75 tập 2. Em sẽ thị phạm cho anh biết diễn nét đàn ông là như thế nào nha. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài. Anh, đừng có nói lung tung, em mất tập trung. Hey. Yep. Ủa? Trời, mỗi lần diễn như cầu mưa vậy trời. Nam chính ra bờ sông đợi nữ chính. Anh đợi mãi không thấy đâu. Anh đợi từ sáng tới trưa, tới chiều, tới tối. Đói bụng rã rời, chân đi không nổi. Anh quyết định ngồi xuống. Anh hát
thôi. Tôi ông ơi, ông càng chạy trước quanh coi chỉ càng lộ rõ chân tướng một con một kẻ gian manh, một con người giả chết. Vì khi đối mặt cùng ông, tôi đã đủ chân lý của một quan tòa thẩm thức. Tên tội phạm, chỉ đừng ông ơi, đừng tiếp tục ru tôi vào những cơn đam mê điên loạn. Vì tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi. Đường tôi bước rồi ngã chia ly ai phương trời ly biệt. Ông bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi đem bước đau thương mà nghe chịu nặng tâm hồn. Vì mệt quá nên hát xong anh xỉu. Trong mơ anh thấy bản thân mình như giam cầm trong một tối. Thả tôi ra. Anh muốn thả con giữ trong người anh ra. Anh hóa cọp. Anh hóa chó. Anh hóa mèo. Ông nội ơi, ông nội. Rồi sau đó anh hóa đá. Em ơi. Dạ. Anh kêu hóa đá em làm gì? Em hóa hòn chồng phu, hóa đá chờ chồng. Trời ơi, hay, xuất sắc. Anh chưa bao giờ anh thấy một diễn viên mà có tiềm năng như em á. Em suy nghĩ, em phân tích tâm lý, anh thử thôi mà em sáng tạo vậy luôn hả? Dạ. Chào bảo cơ nha. Đây, linh hồn của diễn viên trong bộ phim Người Nhắc Thoại. Một người rất có tâm. Đuổi nó đi. Dạ. Đi. Ôi, tự nhiên đuổi em. Em ơi, người ta con nhà đầu tư. Đau quá vậy đạo diễn ơi, lại rồi, rồi, rồi. Đi, đi, okay, đi. Ok, ok, anh đuổi thì em đi. Sống là phải có tự trọng đúng không anh, ok. Rồi, rồi, thôi anh ơi, thông cảm, mình quay tiếp nha. Nó không chạm mặt đây, make up gì vậy? Rồi qua quay hả? À, make up đâu, make up. Làm ăn kỳ trời. Mày từ từ, mày nhẹ nhẹ thôi chứ mày làm cái gì? Ủa? Hả? Ủa gì? Hả? Ai đây? Tên gì? Hả? Dạ, báo cáo với anh. Đây là vẻ đẹp của tất cả diễn viên trong bộ phim Người Make Up. Một chuyên viên rất có tâm. Đuổi nó đi. Dạ. Ủa, tự nhiên cái là đuổi tôi vậy? Em ơi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ ra đi vì lòng tự trọng. Ủa? Bởi vì tôi chỉ là một con mắt cúp quen. Anh ơi. Ủa, cái đoàn phim hả? Đoàn xiếc gì trời? Anh thông cảm. Hả? Rồi mình quay tiếp đi. Không sao, em đuổi nó đi rồi. Đưa cho ông bao nhiêu tiền mà ông làm kỳ vậy? Dạ anh thông cảm giùm em nha. Rồi, rồi. Quay tiếp hả? Dạ quay tiếp. Đồ đạn mới nãy té dơ rồi không phủi không gì mà quay tiếp. Ờ, đang phục trang đâu? Phục trang. Mày đứng đó, mày lùi tao ra. Mày lùi xa ra. Sao mày là ai nữa? Em tên Phục. Em tên Phục. Chuyên là Phục Trang. Ủa là sao? Tên Phục, Phục Trang đó mà. Đạo diễn. Dạ báo cáo danh, đây là Phục Trang của đoàn. Dạ, em tên Phục anh. Đuổi nó luôn. Ủa? Đuổi luôn. Nha. Ủa anh ơi, tại sao lại đuổi em hả? Em làm cái gì sai mà anh đuổi em? Mày kêu con mắt cúp ra đây tao coi. Anh ơi mày kêu ra đây. Tiếp đừng, mình kêu ra làm gì anh ơi? Kệ tôi, ra đây dập mặt. Em nha. Anh không Nhắc Thoại đâu. Kêu Nhắc Thoại ra đây. Anh ơi, mình làm gì mất thời gian lắm, trễ tiến độ mình hết trơn rồi anh ơi. Anh ơi, cho em cơ hội làm lại hả? Anh cho em cơ hội làm lại hả? Mày lại giờ mày lại gì nữa? Nhắc Thoại phải không? Dạ đúng mày rồi. Mày làm tao quên nè. Dạ. Anh Nhắc Thoại. Anh biết tới khúc nào rồi? Bây giờ mày nhớ rồi, mày vô mày kêu con Phục Trang. À không, con Quá Trang. Ba ba đứa ra lượt cho tao. Ra tao nói chuyện. Dạ. Anh ơi. Anh làm vậy là anh chơi khó em rồi đó. Bây giờ mày 3 trong 1. Đạo diễn. Dạ. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi không muốn thấy cái bản mặt của nó và những phiên bản giới hạn của nó xuất hiện trong cái đoàn phim này. Còn không, tôi đổi cái đạo diễn. Rồi. Đất ơi, em ơi đi. Tự nhiên cái đuổi em vậy? Đi, nhanh lên. Công bằng ở đâu? Trong sách á. Trời ơi. Trời ơi. Ông lại. Ủa mày đâu? Bao giây hết, trở lại cho tao. Mày phải có ông sản xuất không? Đúng. Tao trịnh trọng thông báo cho mày biết, ba mày phá sản rồi. Ủa? Phá sản dạo này như tai biến vậy hả? Nhanh như vậy? Bây giờ mày có
có trả nợ cho tao không? Thiếu gì đâu mà trả. Ba mày thiếu mày trả. Thì ba mày, tao thiếu thì mày tìm ba tao, sao mày tìm tao? Tao tìm mày tao bắt mày để ổng lòi mặt ra. Cái con nhỏ này mày vô duyên, tự nhiên mày bắt tao. Đi là vô duyên sao? Ê, thôi nha, tao đây. Làm gì không? Làm gì? Mày là ai? Mày không cần biết tao là ai. Nha. Không liên quan thì bấm nút biến. Tao không biến mày làm gì tao? Tao bấm nút mày đó, mày tin tao thách mày đó. Mày làm tao gì? Sợ mày hả mày? Mày. Ủa? Chưa được 2 giây nữa trời. Này. Tao biết chắc chắn mày sẽ không nghe lời tao. Thì đương nhiên rồi, tự nhiên. Nên bây giờ tao sẽ đánh cho mày xỉu. Dừng lại. Ê, mày, tao không biết gì. Mày mà xét đi. Tao không có, nãy tao hù mày, tự nhiên nó nhảy vô, nó chịu, tao không biết gì. Mày, tao không biết gì đâu đó. Em ơi, Hải, có sao không em? Ê. Em làm tất cả mọi chuyện để tốt cho mọi người. Ê, ăn kia vậy? Đừng lại, đừng. Em diễn hay không? Em diễn xuất sắc không? Ôi là trời, em suy nghĩ lâu dữ lắm cái miếng này em ơi, thiệt anh ơi. Em diễn để em nhập tâm vô đó để em xin vai của anh á. Dạ. Vậy nãy giờ là diễn. Diễn không hả? Rồi con nhỏ nãy lại. Nhỏ bạn em, liên liên vô, vô. Anh cho vai nè. Trời ơi cực quá, mất cái đầu dài của nó rồi. Trời ơi, đạo diễn. Dạ. Giỡn mặt với tôi phải không? Mọi người giỡn mặt đúng không? Dạ, dạ, đâu có đâu anh ơi. Không làm gì mà giỡn mặt đúng không? Không có làm gì. Hiểu lầm gọi cho ba tôi nữa. Hiểu lầm thôi mà. Anh ơi, kiếm mày không? Anh ơi, đưa đây. Anh ơi, đừng gọi anh ơi. Vô hết rồi. Sao? Ông tới luôn rồi kìa. Hả? Bước ra đây. Dạ, anh mới tới à. Dạ anh ơi, tiến độ đoàn phim rất là tốt luôn á. Anh cứ yên tâm nha. Anh tới đây chi cực với anh. Ra đây. Không ra ba cắt tiền ăn sáng đó. Con nè ba. Sao vậy? Học hành không có là học hành. Lấy danh của ba vào đồng phim phá phách là sao? Ủa, hả? Phá đâu con được làm phim chứ phá nào. Ba không có cấm con làm diễn viên, nhưng mà con phải học hành đầy đủ. Lúc đó con giỏi rồi á, con vào đồng phim á không cần phải mượn danh của ba. Ai nói ba con không học, con cũng học đàng hoàng chứ bộ. Đi về cho ba. Con đang quay mà. Đi về, ba khóa hết thẻ đó. Mà anh ơi, anh đường về đường này nè anh, tao bỏ đường máu này tao về được không? Ok. Dạ chú. Con là Thoại đúng không? Ủa sao chú biết tên con? Chú nghe đạo diễn nói về con rất là nhiều. Chú tin rằng con sẽ thành công sớm thôi. Trời ơi. Vậy là con được đóng vai chính rồi đúng không chú? Hỏi đạo diễn, em được đóng vai chính phải không anh? Phim sao nha em? Dạ. Không sao đâu anh. Miễn anh cho em đóng vai gì cũng được. Miễn có đóng là em mừng rồi. Nha anh. Dạ. Đối với em, cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió mà được sống với cái nghề này, bằng sức mạnh của nội tại, em sẽ làm rạng rỡ dòng họ nội ngoại hai bên. Nguyễn Văn Thoại làm được, các bạn sẽ làm được. Hey. Già cả rồi phải biết lượng sức mình chứ. Trời ơi, tôi thích vậy đó. Tôi là tôi luôn sống yêu đời, lạc quan, vui vẻ. Nên mấy bà thấy tôi trẻ hoài hơn. Hay. Nên mấy bà cũng phải sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời nghe không? Cảm ơn chị nghe. Nhờ có chị mà mấy ông bà già tụi tôi ngày nào cũng được vui vẻ. Thôi tụi mình tập tiếp đi nghe. Đi tập đi. Vô. Ủa? Tại sao vậy? Tại sao lại bất công với tôi như vậy? Trời ơi! Tại sao lại cho tôi gặp cái thằng này?
Mày có thấy tụi tao đang tập thể dục vui vẻ không? Mày ra cái là mày phá hết cái bầu không khí vui vẻ luôn rồi. Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không tiếc sống nữa. Tôi muốn chết. Ai cho mày chết? Hả? Ai cho? Ôi. Ai cho? Tao già như vậy nè mà tao còn sống vui vẻ yêu đời. Còn mày, mày còn chết mà mày muốn chết hả? Mày đi ra đây, mày chết với tao. Ai cho mày chết? Bà làm vậy nó mới chết. Rồi có sao không cậu? Bà lỡ tay. Nhưng mà nói nghe nè, thiệt luôn á, bà thấy những cái người mà sống tiêu cực như mày á, bà thích ghê vậy đó. Sống như vậy không thấy hổ thẹn với cha mẹ hay sao á? Con mồ côi mà. Mồ côi nữa? Ủa, nó mồ côi rồi mặc gì bà đánh nó? Bà xin lỗi, nhưng mà cho bà nhiều chuyện chút xíu nha. Tại sao con buồn? Ê, nó cười rồi kìa mấy bà là nó vui rồi đó. Mình đi tập tiếp đây. Đi. Người ta đang buồn mà. Ngân, một là mày buồn, hai là mày cười. Chứ mày vừa buồn vừa cười vậy. Nhìn mày nó buồn cười lắm, mà nó không có mắc cười. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Sao? Diễn viên. Diễn hài. Không ai cười. Nhục mà. Ba cái này mới không vui nè. Gì đó? Con xin lỗi thầy, con đi chết đây. Nói nghe nè, trước khi cậu chết á, cậu làm một chuyện có ích cho đời đi. Biết làm cái gì bây giờ? Thì bây giờ con cho bà 12 phút đi. Xong hôm nay là con thanh thản lắm. Phải không? Biết. Bà có ước mơ là bà làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà bà chưa có cái cơ hội nào mà để được đi tour hết trơn á. Thôi bây giờ con làm khách để cho bà đi tour nha. Ôi không được đâu. Được. Không được. Bà làm bà được hết đó nha. Mà đừng mấy mà. Ông mấy bà ơi, ra mình đi tour nè. Đi tour một ngàn dọc tập hợp. Đứng dậy coi mày trắng tua người ta. Quá nè. Trời ơi, đá cái chân trống xuống. Ba cái thằng kia xếp hàng vô. Đi theo tôi. Đi lẹ lên đi, tôi giới thiệu cho ông bà một cái chỗ này. Đây là điểm đến đầu tiên của chúng ta. Sao bà dẫn tụi tôi đi coi cái thùng rá? Bậy. Đây là tượng ông cột. Xả đi. Xả. Nhanh lên. Xả. Thằng khùng, tao kêu mày xá chứ tao đâu có kêu mày vuốt cái thùng rác. Ủa cái gì? Đi về chỗ. Đi tiếp với tôi nè. Tôi dẫn mấy bà đi điểm đến thứ hai của chúng ta. Đây. Cái gì nữa vậy bà? Bà tưởng ở đây là cái ghế đá đúng không? Không bé ơi, đây chính là cầu Nại Hà. Còn tôi là Mệnh Bà. Uống cháo luôn đi. Uống, lẹ lên. Uống, mỗi người một chén. Vừa đi vừa uống. Có dần đổ ngang, vừa đi vừa uống. Mày húp cái gì mà mày húp lấy húp để vậy? Húp cháo lú. Trời ơi, cái tay của tao. Tay tao bị phong thấp chứ cháo lú ở đâu ra? Ủa? Ủa cái gì? Đi về chỗ. Xin thông báo hết tour. Ủa cái gì? Giải tán đi chứ. Trời ơi, cứ tán đi, giải tán đi. Ủa? Mày chữa hay gì mà mày ủa hoài vậy? Ủa mọi người đâu hết rồi? Giải tán rồi. Yeah, tự do rồi. Đứng lại. Mọi người có thể giải tán, nhưng cậu bắt buộc phải đi với tôi suốt cuộc đời. Cái gì vậy? Không được đâu. Đi thôi, đừng có nói nhiều nữa, đi lẹ lên. Cái gì vậy? Chỗ điểm đến tiếp theo của chúng ta thú vị lắm. Xin giới thiệu với cậu, đây là tượng ông Việt thần khỉ. Nãy giờ mệt không? Mệt gần chết.
Trời ơi, con đứng làm 8 tiếng đồng hồ không mệt. Mà từ lúc bà xuất hiện, anh xuất hiện con mới mệt á. Thôi bà xin lỗi, bà ngồi xuống đây nghỉ mệt nha. Bà mua kem cho ăn. Dạ. Kem, cà lem kem cây. Dạ dạ. Cho 3 cây. Dạ 3 cây. Thôi 2 cây thôi, để răng. Dạ. Cậu ăn kem không? Hả? 1 cây thôi. Dạ. Làm gì cậu? Đâu có cọc đâu. Nhiêu tiền? 15 ngàn. Thiếu ngàn. Trời ơi, không có tiền là không có kem. Tao lấy tiền thì tao lấy kem. Dạ con cảm ơn bà. Kem của cậu nè. Ê, nhưng mà tiền của con mà. Thì cậu ăn kem cậu trả tiền. Trời ơi, có một ngày làm con kiếm cơm mà con ăn cái kem thì sao đủ no. 500 nè. Con cảm ơn bà. Thôi 485 ngàn, coi như tao bao mày cây kem. Bà điên rồi, bà điên rồi. Trời ơi, một ngày con làm được có 15 ngàn. Mà tiền đâu mà 485 ngàn thối cho bà. Thì con thối bà 485 ngàn. Rồi bà xác nhận lại bà cho con. Con điên rồi, con cảm ơn bà. Đó, cậu thấy không? Người ta cũng là làm nghệ thuật đó. Thấy cực khổ không? Khổ dữ lắm. Ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng. Dãi nắng dãi dầu. Mà người ta luôn vui vẻ, lạc quan. Đâu có ai như cậu. Bị có chút xíu là diễn hài người ta không cười thôi. Chí mạng chưa? Thôi đi. Đặt nói. Ủa bà thì hiểu gì về nghệ thuật của con mà bà nói? Xin lỗi à. Nghệ thuật là bà nắm rõ trong lòng bàn tay. Thôi vậy cậu dám so tài với bà không? So thì so, chẳng qua bà chưa biết cái thời con thôi. Thôi chơi không? Chơi là chơi à? Vô à? Con làm trọng tài, hiệp 1 bắt đầu. Cái vui gì vui quá kìa. Vui dữ rồi. Nhìn, tất cả hãy tập trung và nhìn lên đây. Chúng tôi đang bốc lửa và hăng say. Tôi rất tuyệt nhưng không hề gây. Không tin thì bắt tôi nè mây. Lắng nghe và nhìn theo rồi bấm máy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo yo. Nào, có gì đâu mà bắp nhìn bên đấy. Đọc cái gáp là biết cậu rất nhây. Làm như vậy cứ nghĩ mình là hay. Con nói vậy có đúng không hả thầy? Và thằng này thầy xem con xử đây. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 56, 60, 70, 75, 80, 90, 100. Trốn đi. Hip hop luôn, hip hop luôn. Ba, bây giờ thắng cuộc. Ừ, dữ à. Hồi đó bà cũng làm vũ công. Ồ. Xong cái múa bị té, bị chấn thương cột sống, cho nên mới tạm dừng cái đam mê của mình lại. Nhưng mà bà cũng làm một công việc khác. Bà vui vẻ và vẫn sống lạc quan mà. Đâu có gì đâu, miễn mình cảm thấy hạnh phúc với cái công việc đó là được rồi. Vậy mới đỉnh. Yeah. Yeah. Ê, đỡ quá. Thấy không Ben? Vậy mới định đó Ben. Ôi, Ben coi gì Ben ngon hơn tôi á. Ben sao? Ben đứng lên sân khấu nè. Ben diễn cho mấy trăm người coi, mấy ngàn người coi, ai cũng biết mặt Ben hết. Tôi nè, một ngày đứng 5 tiếng, 8 tiếng, xịt sơn, đầy mặt, không ai biết mặt hết. Đó, kiếm 15 ngàn cơm không có nữa. Mà tôi vẫn sống Ben, tôi vẫn vui. Phen hở cái phen đòi chết là phen dở rồi đó. Thôi, có đói bụng không? Dạ đói. Đi ăn cơm với bà nha, bà bao. Yeah. Đi, đi với bà, đi, đi. Bà ơi, con hiểu ra rồi. Mình làm một cái gì đó, mình phải đam mê, mình phải nghiêm túc, mình phải hết sức. Cho dù có nằm xuống, mình phải đứng lên đi tiếp. Phải vậy chứ. Rồi con muốn đi diễn nữa không? Dạ muốn lắm bà. Ừ, vậy mai mốt bà diễn ở đâu? Nói tụi tôi mua vé ủng hộ nha. Thiệt hả bà? Thiệt. Thiệt hả mọi người? Dạ con cảm ơn mọi người, con cảm ơn ông bà.